Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự hàng ngày của KTV. Toàn thể ban biên tập KTV xin thay mặt nhà báo Việt Thành kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 11, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Đầu tiên là các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và câu hỏi vệ sĩ của Lương Cường lại bê bối gì ở Peru và ông Tô Lâm cảnh cáo Huệ Vương với ý đồ gì? Vì sao vệ sĩ của ông Lương Cường lại sử dụng súng chống drone trong khi duyệt đội danh dự tại dinh công lý ở Lima, thủ đô của Peru? Phóng viên quốc tế đã nhanh chóng ghi lại động thái này. Bức ảnh trở thành tâm điểm chú ý trên truyền thông quốc tế và lọt vào danh sách những hình ảnh ấn tượng nhất trong ngày. Trong khi, ý chí Vương Đình Huệ, vai vế Phan Đình Trạc đã cho thấy Nghệ An vẫn còn là thế lực đáng gờm. Trong hàng tứ trụ hiện nay, ngoài Trần Thanh Mẫn không có lực lượng hậu thuẫn khả dĩ, ba trụ còn lại đều có lực lượng riêng. Cuộc chiến giành suất đặc biệt trụ hạng trong nhiệm kỳ đại hội 14 giữa tam đầu chế Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Và vì sao Võ Văn Thưởng thoát, Vương Đình Huệ kỷ luật cảnh cáo nhưng vẫn chưa yên? Việc Bộ Chính trị xử lý kỷ luật cảnh cáo với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người từng ở trong tứ trụ, là một diễn biến bất ngờ, nhất là khi ông Huệ đã mất chức. Có hay không câu chuyện, theo giới thạo tin, trước đó Bộ trưởng Tô Lâm đã đặt vấn đề thẳng với ông Võ Văn Thưởng, nếu chủ động rút lui sẽ được chấp nhận hạ cánh an toàn. Đồng thời Bộ Công an cũng bắn tín hiệu, yêu cầu ông Vương Đình Huệ chủ động rút lui sẽ được chấp nhận hạ cánh an toàn như ông Thưởng. Nhưng ông Huệ khi đó đã bác bỏ tất cả các cáo buộc, đồng thời đe dọa sẽ tiết lộ các vụ việc sai phạm của ông Tô Lâm và Bộ Công an lên cấp cao. Đây chính là lý do dẫn đến việc ông Tô Lâm quyết định nhanh chóng ra tay và chỉ đạo cho cơ quan cảnh sát điều tra C03 bắt giữ trợ lý thân cận của ông Huệ là Phạm Thái Hà ngay tại sân bay Nội Bài, sau khi ông này trở về từ Trung Quốc cùng ông Vương Đình Huệ. Và sau Vương Đình Huệ, số phận Nguyễn Xuân Phúc sẽ ra sao? Và có hay không việc xử lý ông Phúc với mục đích để từ đó có thể tạo tiền lệ cho việc Tổng Bí thư Tô Lâm có thể xem xét trách nhiệm của các lãnh đạo cấp cao khác? Việc công khai thông tin này đã dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng ông Phúc có thể bị xử lý pháp lý trong thời gian sắp tới. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời con gái của ông Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang đã tham gia và hỗ trợ cho việc để doanh nghiệp này rửa tiền hàng tỷ USD từ Việt Nam qua Hồng Kông trong giai đoạn 2021-2022. Theo giới thạo tin, các cáo buộc này đang được cơ quan chức năng Việt Nam điều tra, xử lý để sớm đưa ra kết luận. Đáng chú ý, ông Đinh Thế Huynh xuất hiện trở lại sau 6 năm ở ẩn, chữa bệnh. Sau 6 năm vắng mặt trước công luận, ông Đinh Thế Huynh, 71 tuổi, cựu thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, xuất hiện tại Hà Nội để nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ông Huynh từng được coi là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và có cơ hội lớn để kế vị cái ghế này trước khi đột ngột ở ẩn để chữa bệnh từ năm 2018. Vì sao lại có chuyện như vậy với ông Đinh Thế Huynh? Và chương trình hội luận của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA với chủ đề Việt Nam kỷ luật lãnh đạo cấp cao và Ukraine sử dụng hỏa tiễn Mỹ trên đất Nga. Phần thứ hai sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Ngoài ra chúng tôi còn đến với quý vị các nội dung phân tích, bình luận quan trọng khác. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu chương trình bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, Đại sứ Mỹ nói máy bay T-6C của Mỹ sẽ hỗ trợ đắc lực đào tạo phi công Việt Nam. Bộ trưởng Giao thông Vận tải giải thích về chi phí dự án đường sắt Bắc Nam. Sri Lanka bắt nhóm phụ nữ Việt điều hành cơ sở mại dâm. Bắc Kinh kêu gọi bảo vệ quyền đi lại bình thường của tàu thuyền Trung Quốc. Nga, Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác. Ukraine tố Nga dùng phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Ukraine kêu gọi thế giới phản ứng liền tay trước việc Nga dùng võ khí mới. Israel phẫn nộ trước trách bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào Thủ tướng Netanyahu. Hoa Kỳ chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống. Máy bay huấn luyện T-6C của Mỹ sẽ hỗ trợ đắc lực cho chương trình đào tạo phi công của Việt Nam, đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói, khi hai nước chứng kiến hợp tác quốc phòng mở rộng với việc chuyển giao này. 5 trong số 12 máy bay huấn luyện T-6C của Mỹ đã chính thức được cấp cho Việt Nam trong một buổi lễ bàn giao diễn ra hôm 20 tháng 11 tại Phan Thiết. Phái bộ Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam nói rằng sự kiện này là một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ quốc phòng song phương và cho thấy cam kết của Mỹ hợp tác với Việt Nam phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việc chuyển giao này là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Đại sứ Mỹ Mark Knapper nói trong một thông cáo. Máy bay huấn luyện T-6C sẽ hỗ trợ đắc lực cho chương trình đào tạo phi công của Việt Nam, qua đó phản ánh tầm nhìn chung của chúng ta về một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập và kiên cường, góp phần cho ổn định và an ninh khu vực. Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam Trung tướng Nguyễn Văn Hiền nói rằng đây sẽ là trang bị quốc phòng hữu dụng để phi công quân sự Việt Nam bổ sung, nâng cao khả năng huấn luyện, phối hợp hiệp đồng, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo phi công, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Phía Việt Nam cam kết cùng phía Hoa Kỳ khai thác sử dụng máy bay T-6C một cách hiệu quả nhất trong thời gian tới, làm cơ sở cho công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam, ông Hiền nói, theo phái bộ Ngoại giao Mỹ. T-6C là loại máy bay được không quân Mỹ sử dụng để tiến hành huấn luyện phi công cơ bản và sĩ quan phục vụ hoạt động tác chiến. Bộ trưởng Giao thông Vận tải của Việt Nam nói rằng nước này sẽ chủ yếu dựa vào nguồn vốn nhà nước để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Hà Nội và trung tâm thương mại thành phố Hồ Chí Minh với chi phí hơn 67 tỷ đô la. Dự kiến sẽ được Quốc hội phê duyệt vào cuối tháng này. Tuyến đường dài 1.541 km sẽ là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Việt Nam, sẽ đi vào hoạt động từ năm 2035. Các khoản vay sẽ không vượt quá 30% tổng chi phí ước tính, ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu hôm 20 tháng 11 trước Quốc hội, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ vẫn chưa quyết định sẽ vay vốn trong nước hay nước ngoài cho dự án này. Nếu viện trợ phát triển chính thức ODA có lãi suất thấp và không có điều kiện ràng buộc thì tốt, ông Thắng cho biết. Nếu không, chúng tôi sẽ vay vốn trong nước. Tháng trước, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Việt Nam sẽ tự cấp ngân quỹ toàn bộ cho tuyến đường sắt, một mục tiêu mà một số chuyên gia cho rằng có thể không thực tế. Hôm thứ Tư, ông Thắng cho biết chính phủ sẽ bố trí 5,6 tỷ đô la một năm trong giai đoạn xây dựng 12 năm của tuyến đường sắt, chủ yếu sẽ chở hành khách, nhưng có tùy chọn chở hàng sau năm 2050. Một nhóm người phụ nữ Việt Nam tham gia điều hành hai cơ sở mại dâm cao cấp ở thủ đô Colombo của Sri Lanka đã bị bắt hôm 20 tháng 11. Các điều tra viên thuộc Cục Xuất nhập cảnh của Sri Lanka đã đột kích một căn hộ ở khu Bambala Pitya và một ngôi nhà ở khu Ward Place. Tổng cộng 9 công dân Việt Nam bị bắt giữ, trong đó có 7 người phụ nữ, trang tin Daily Mirror Online cho biết. Tin cho hay tất cả những người Việt này đã đến Sri Lanka vào tháng 9 năm ngoái với visa du lịch 30 ngày và đã gia hạn thêm 3 tháng để ở lại đất nước này và điều hành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Điều tra ban đầu cho thấy người quản lý hai cơ sở mại dâm là một người đàn ông Việt Nam khác đã điều hành từ Dubai và nhóm người bị bắt cũng đến từ Dubai. Nhà chức trách đang đưa những người Việt bị bắt đến trung tâm giam giữ của Cục Xuất nhập cảnh ở Velisara để điều tra thêm. Báo mạng Daily Mirror Online cho biết nhóm người Việt này tính tiền khách hàng từ 35.000 cho tới 50.000 rupee, tương đương 103 cho tới 170 đô la. Theo tìm hiểu của VOA, đây là số tiền lớn đối với người Sri Lanka khi xét đến thu nhập bình quân đầu người của nước này là gần 320 đô la một tháng vào năm 2023, dựa trên số liệu của Ngân hàng Thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21 tháng 11 bày tỏ hy vọng rằng quyền đi lại bình thường của tàu thuyền Trung Quốc sẽ được bảo vệ sau khi Phần Lan và Thụy Điển bắt đầu điều tra vụ đứt hai sợi cáp dưới biển Baltic mà một tàu Trung Quốc có thể dính líu đến. Cáp Sea Lion 1 chạy giữa Phần Lan và Đức đã bị hỏng hôm 18 tháng 11, một ngày sau sự cố tương tự đối với một sợi cáp băng qua biển Baltic giữa Litva và Thụy Điển. Hai vụ việc xảy ra ngoài khơi các đảo Åland và Gotland của Thụy Điển. Cảnh sát Thụy Điển đã mở một cuộc điều tra sơ bộ hôm 19 tháng 11 về nghi ngờ phá hoại liên quan đến hai vụ đứt cáp và cho biết hôm 20 tháng 11 rằng cảnh sát và công tố viên Thụy Điển để ý tới một con tàu đã được nhìn thấy tại các địa điểm bị tình nghi. Họ không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết hoặc xác định danh tính con tàu, nhưng cho biết hiện tại nó không còn ở trong vùng biển Thụy Điển. Các cuộc điều tra chính thức diễn ra khi tin cho hay con tàu treo cờ Trung Quốc Yipang 3 đã ở trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ đứt cáp. Thông tin theo dõi tàu từ trang Marine Traffic cho thấy, con tàu chở hàng dài 225 mét không di chuyển vào chiều ngày 20 tháng 11 ngoài khơi bờ biển Đan Mạch ở vùng biển Baltic. Khi được hỏi về cuộc điều tra con tàu tại cuộc họp báo hàng ngày, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết ông không có thông tin về tình hình, nhưng khẳng định cam kết của Trung Quốc đối với bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới nước. Ngoài ra, ông Lâm cáo buộc Hoa Kỳ theo đuổi bá quyền và lợi thế chiến lược tuyệt đối sau khi chỉ huy trưởng Anthony J. Cotton của Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ nhấn mạnh vai trò quan trọng của răn đe hạt nhân trong những phát biểu gần đây. Trong cuộc trò chuyện với Giám đốc Dự án An ninh Hàng không Không gian Kerry Bingen vào ngày 19 tháng 11, ông Cotton nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ để giải quyết các mối đe dọa toàn cầu đang phát triển, trích dẫn sự hung hăng ngày càng tăng của các đối thủ như Nga và Trung Quốc. Đáp lại, ông Lâm chỉ trích việc Hoa Kỳ tăng cường bộ ba hạt nhân với các đồng minh, máy bay ném bom, tàu ngầm và phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Điều này đã phá hoại nghiêm trọng sự cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu, làm gia tăng cạnh tranh quân sự. Triều Tiên và Nga ký nghị định thư về hợp tác sau các cuộc họp về thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ tại Bình Nhưỡng, theo đài truyền hình nhà nước KRT của Triều Tiên loan tin hôm 21 tháng 11. Có rất ít chi tiết trong tường thuật của KRT, nhưng hãng thông tấn TASS của Nga ngày 19 tháng 11 nói hai bên đã nhất trí tăng các chuyến bay thuê bao sau cuộc họp, trích dẫn Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Nga. Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên ngày 21 tháng 11 loan tin rằng phái đoàn Nga do Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Alexander Kozlov dẫn đầu đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 18 tháng 11 và hiện đã rời Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng và Moscow đã tăng cường trao đổi ngoại giao và kinh tế trong vài năm qua. Đỉnh điểm là chuyến thăm của ông Putin tới Triều Tiên vào tháng 6, khi các nhà lãnh đạo của hai nước nhất trí về một hiệp ước phòng thủ chung. Mối quan hệ quốc phòng ngày càng phát triển giữa Nga và Triều Tiên đã gây ra sự báo động quốc tế khi Mỹ, Ukraine và Hàn Quốc lên án Triều Tiên vì đã gửi thiết bị quân sự và đưa hơn 10.000 quân tới Nga để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Ukraine. Ukraine ngày 21 tháng 11 tố cáo Nga phóng một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa vào Dnipro. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Moscow sử dụng vũ khí như vậy trong chiến tranh. Video được đăng trên kênh Telegram có quan hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine và được AP kiểm chứng cho thấy nhiều vụ nổ xảy ra trên diện rộng tại Dnipro. Video có dấu thời gian và ngày tháng là 5 giờ 17 phút 01 giây ngày 21 tháng 11 năm 2024 và chú thích được đăng cùng với video mô tả cuộc tấn công được thực hiện bằng phi đạn đạn đạo xuyên lục địa ICBM. AP không thể kiểm chứng độc lập ngày tháng hoặc địa điểm của video. Trong một tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram, lực lượng không quân Ukraine cho biết một ICBM đã được bắn vào Dnipro cùng với 8 phi đạn khác và quân đội đã bắn hạ 6 phi đạn trong số đó. Theo các quan chức địa phương, 2 người đã bị thương trong vụ tấn công và một cơ sở công nghiệp cùng một trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật đã bị hư hại. Tuyên bố của lực lượng không quân không nêu rõ loại ICBM cụ thể, nhưng cho biết nó được phóng từ khu vực Astrakhan của Nga trên biển Caspi. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết phi đạn được sử dụng có tốc độ và độ cao tương đương với ICBM. Điện Kremlin từ chối bình luận. Cuộc tấn công diễn ra vào một tuần sau khi Hoa Kỳ nới lỏng các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng phi đạn tầm xa do Hoa Kỳ sản xuất bên trong lãnh thổ Nga và Điện Kremlin hạ ngưỡng phóng vũ khí hạt nhân. Tầm bắn của ICBM có thể vượt quá 5.500 km, vượt quá tầm bắn cần thiết để tấn công Ukraine. Nhưng những phi đạn như vậy được thiết kế để mang đầu đạn nguyên tử và việc sử dụng một phi đạn, ngay cả khi có tải trọng thông thường, sẽ là lời nhắc nhở đáng sợ về khả năng hạt nhân của Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 21 tháng 11 kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng liền tay trước việc Nga phóng phi đạn liên lục địa ICBM chống lại Ukraine. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng ngay lập tức trước việc Nga sử dụng một loại vũ khí mới, nghĩa là không chờ kết luận chi tiết của các chuyên gia, đã có thực tế là Nga sử dụng một loại vũ khí mới. Ông cũng kêu gọi các đối tác của Kiev thực hiện hành động cụ thể để cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn các loại vũ khí như vậy. Trước đó, Ukraine cho biết Nga đã bắn một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa vào thành phố Dnipro. Hai quan chức phương Tây nói với Reuters rằng phân tích ban đầu cho thấy đó không phải là ICBM. Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21 tháng 11 bác quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về việc ban hành trát bắt đối với Thủ tướng Israel và cựu Bộ trưởng Quốc phòng của ông và gọi hành động này là bài Do Thái. Tuyên bố của văn phòng ông Netanyahu trên WhatsApp có nội dung Israel vô cùng phẫn nộ trước những hành động vô lý và sai trái mà ICC đưa ra đối với Israel. Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng lên tiếng chỉ trích tòa án này trong một bài đăng trên nền tảng X, cũng như Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gidon Sar và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Các lệnh bắt giữ đối với ông Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant là vì những tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại mà họ bị cáo buộc trong chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về tình hình chiến sự Ukraine và câu hỏi cuộc chiến Ukraine. Bước ngoặt cuộc chiến 1.000 ngày có giúp Kiev giành lợi thế? Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá vỡ một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn Atak-MS của Ukraine vào phía tây vùng Bryansk. Bộ này tố cáo đã xảy ra cuộc tấn công của Ukraine ngay sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo chí truyền thông rằng những thay đổi trong học thuyết võ khí nguyên tử của Nga mà Tổng thống Vladimir Putin đã ký vào hôm thứ Ba, có nghĩa là sự kiện lực lượng võ trang Ukraine sử dụng hỏa tiễn phi nguyên tử của Tây Phương chống lại Nga có thể dẫn tới cuộc đáp trả bằng võ khí nguyên tử. Lời tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi ba giới chức Mỹ xác nhận với ABC News rằng Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận việc Ukraine sử dụng hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân tầm xa MGM-140 do Mỹ sản xuất, gọi là ATACMS, để tấn công vào các mục tiêu thuộc khu vực Kursk ở phía tây của Nga. Tương tự, Anh và Pháp cũng có quyết định cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của họ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cũng vào hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng cuộc tấn công ATACMS như được cho là tín hiệu cho thấy các quốc gia Tây Phương muốn leo thang chiến tranh. Các giới chức Mỹ cho hay hiện có khoảng 10.000 binh lính Bắc Hàn tại vùng Kursk của Nga sẵn sàng được đưa ra mặt trận. Truyền thông quốc tế đưa tin, sau Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 11, lần đầu tiên Ukraine phóng tên lửa Storm Shadow vào lãnh thổ Nga sau khi được London chấp thuận. Tờ Financial Times dẫn lời một quan chức xin ẩn danh, cho biết một số tên lửa đã được phóng vào ít nhất một mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. The Guardian thì đưa tin, Anh Quốc bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng Storm Shadow ở Nga để đáp trả việc Moscow điều binh lính Bắc Triều Tiên đến khu vực biên giới Kursk. Từ Kiev, thông tin viên AFP cho biết thêm chi tiết, đây không phải là lần đầu tiên Storm Shadow được sử dụng trong cuộc chiến này, vì Ukraine đã nhận loại tên lửa này từ tháng 05 năm 2023 và đã phóng vào các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như Zaporizhia, Kherson, Crimea, đặc biệt là cầu Crimea mà Nga sử dụng để cung cấp hàng hóa cho quân đội ở vùng lãnh thổ chiếm đóng. Kiev cũng phóng tên lửa này vào hạm đội Nga ở Biển Đen, nhưng đây là lần đầu tiên tên lửa Storm Shadow được sử dụng trên lãnh thổ Nga nếu thông tin được xác nhận. Việc Anh Quốc cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadow, cũng như việc sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ, giúp tăng cường hỏa lực của Kiev chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, trái ngược với Moscow đang khủng bố người dân Ukraine bằng những cuộc không kích hàng ngày. Sử dụng Storm Shadow cũng giúp Ukraine làm suy yếu hệ thống hậu cần của Nga, bằng cách phá hủy những địa điểm tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, kho đạn dược, tên lửa và bom. Trong bối cảnh cả Ukraine lẫn Nga đều cần đạt được những thành công trên chiến trường, bởi nếu có giải pháp ngoại giao, trong trường hợp tiến hành đàm phán hoặc xảy ra tình trạng chiến tuyến bị đóng băng, mỗi bên đều muốn ở vào vị thế thuận lợi nhất. Trở lại câu hỏi, cuộc chiến Ukraine, bước ngoặt của cuộc chiến 1.000 ngày có thay đổi được tình hình hay không? Cuộc chiến chống xâm lược Nga của nhân dân Ukraine đã kéo dài đúng 1.000 ngày với những diễn biến mới. Gây tranh cãi nhất là quyết định của chính quyền Joe Biden cởi trói để Ukraine được sử dụng hỏa tiễn tầm xa của Mỹ tấn công các cơ sở quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Những người ủng hộ ông Biden nói rằng quyết định đưa ra hôm 17 tháng 11 quá muộn màng và không làm thay đổi cục diện chiến trường. Còn những người phản đối lên án nó là đổ dầu vào lửa leo thang chiến tranh, thậm chí khơi mào Thế chiến thứ ba. Tin tức mới nhất cho biết, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hôm thứ Ba, 19 tháng 11, quân đội Ukraine đã bắn 6 hỏa tiễn ATACMS, Army Tactical Missile System, hệ thống hỏa tiễn chiến thuật bộ binh, do Mỹ cung cấp vào một kho đạn Nga ở Karachev, khu vực Bryansk, cách biên giới Ukraine hơn 100 km, và bị Nga đánh chặn 5 hỏa tiễn. Đài CBS News dẫn nguồn từ quân đội Mỹ cũng cho biết, ATACMS đã bắn vào mục tiêu bên trong nước Nga chỉ 2 ngày sau quyết định cởi trói của ông Biden. ATACMS là loại hỏa tiễn đạn đạo do Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, tầm bắn khoảng 300 km, dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh GPS, có thể tấn công chính xác các cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương. Nên để ý, trong kho vũ khí hùng hậu của quân đội Mỹ, ATACMS chỉ là loại hỏa tiễn cũ, tuổi đời hơn 40 năm, và đang dần bị thay bằng những vũ khí mới tân tiến hơn như Tomahawk, Typhoon. Chỉ vài tháng sau khi Nga xâm lược Ukraine đầu năm 2022, Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Ukraine các dàn phóng hỏa tiễn pháo binh cơ động cao HIMARS, gây kinh hoàng cho các đơn vị quân Nga ở chiến trường. Nhưng với tầm bắn chỉ 80 km, HIMARS không đụng được các căn cứ quân sự đóng trên đất Nga, nơi xuất phát các phi đội oanh tạc cơ hoặc vô số hỏa tiễn và phi cơ không người lái UAV thường xuyên tấn công các thành phố và mạng lưới năng lượng Ukraine. Đến cuối năm ngoái 2023, sau hơn một năm Ukraine khẩn khoản van nài, Mỹ bắt đầu cung cấp hỏa tiễn ATACMS tầm bắn 300 km, nhưng ràng buộc rằng Ukraine chỉ được phép bắn ATACMS vào các mục tiêu trong vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng, không được bắn qua biên giới vào đất Nga. Người Ukraine than phiền họ có vũ khí mà không được dùng, giống như ra trận với một cánh tay bị trói sau lưng. Dẫu vậy, Ukraine cũng đã bắn ATACMS vào bán đảo Crimea, phá hủy một số trực thăng Nga hồi tháng 10, 2023. Chính quyền Biden không cho phép quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi hỏa tiễn ATACMS vì nhiều lý do. Một là, sau nhiều năm không sản xuất, ngũ giác đài chỉ có một số lượng ATACMS ít ỏi, khoảng 1.000 hỏa tiễn, mà phải dự trữ cho những điểm nóng xung đột khác, nhất là Bắc Hàn. Hai là, hiệu quả tác chiến của ATACMS sẽ không lớn do quân đội Nga đã di chuyển các căn cứ oanh tạc cơ vào sâu trong lãnh thổ Nga, ngoài tầm bắn của ATACMS. Và ba là, Mỹ và các đồng minh châu Âu không muốn leo thang chiến tranh với một cường quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Việc sử dụng ATACMS đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của Mỹ về tình báo, dữ liệu từ vệ tinh và xác định mục tiêu. Người Ukraine không tự làm được. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh rằng hỏa tiễn tầm xa của Mỹ do quân nhân Mỹ điều khiển bắn vào lãnh thổ Nga có nghĩa là Mỹ can dự trực tiếp vào cuộc chiến. Những lý do này càng ngày càng ít thuyết phục. Về leo thang chiến tranh, phương Tây đã tăng dần quy mô hỗ trợ Ukraine, từ cung cấp vũ khí phòng thủ cá nhân ban đầu như hỏa tiễn chống tăng Javelin, phi đạn phòng không vác vai Stinger đến xe tăng, xe thiết giáp và chiến đấu cơ F-16. Vũ khí phương Tây đã giúp rất nhiều cho cuộc kháng chiến của người Ukraine, gây tổn thất khủng khiếp cho quân xâm lược, nhưng không đủ nhanh, đủ mạnh để làm thay đổi cán cân trên chiến trường. Bây giờ thì chính Putin là người leo thang chiến tranh bằng việc cầu viện quân đội Bắc Hàn sau khi đã nhận nhiều đạn pháo và UAV cả từ Iran và Bắc Hàn. Các nguồn tin quân sự đều khẳng định đã có một sư đoàn bộ binh và 1.500 lính đặc công Bắc Hàn được đưa ra trận để giúp Nga đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực biên giới Kursk của Nga, nơi Ukraine đã chiếm vào tháng 8. Tổng thống Ukraine Zelenskyy cho biết hiện có khoảng 11.000 lính Bắc Hàn tham chiến trong đội hình của Nga, và con số này có thể tăng lên tới 100.000 người. Theo định nghĩa cổ điển, chiến tranh thế giới là cuộc chiến có sự tham dự của quân đội từ 3 nước trở lên, thì chính Putin đã khơi mào đệ tam thế chiến khi lôi kéo quân đội Bắc Hàn vào cuộc xâm lược. Quyết định cởi trói cho Ukraine của Biden được coi là sự đáp trả cần thiết với đà leo thang của Nga và Bắc Hàn. Quyết định của ông Biden cũng mở đường cho Anh và Pháp cũng đưa ra quyết định tương tự của chính họ, cho phép Ukraine sử dụng các loại hỏa tiễn Storm Shadow của Anh và Scalp của Pháp có tầm bắn 25 km vào các mục tiêu trên đất Nga. Cũng như ATACMS của Mỹ, các loại hỏa tiễn tầm xa của Anh và Pháp đều cần có sự hỗ trợ của quân nhân các nước này trong việc xác định mục tiêu và điều khiển hỏa tiễn. Tuy tán thành quyết định cởi trói của ông Biden, nhiều chuyên gia quân sự nhận định việc sử dụng hỏa tiễn ATACMS không đủ để thay đổi cục diện chiến trường mà là dấu hiệu leo thang xung đột nghiêm trọng, làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của cuộc chiến, cũng như sự can dự ngày càng rõ ràng của Mỹ và các đồng minh phương Tây. Chắc chắn, Nga sẽ đáp trả bằng cách gia tăng các cuộc không kích hoặc sử dụng các loại vũ khí chiến lược khác, đẩy cuộc chiến lên một cấp độ mới mà không rõ Mỹ và châu Âu đã sẵn sàng đối mặt với những hậu quả hay chưa. Ngay sau khi những trái hỏa tiễn ATACMS đầu tiên được bắn đi, Tổng thống Putin đã cho cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga. Theo đó, Moscow sẽ coi hành động tấn công từ bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào như Ukraine, nhưng có sự tham gia hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân, Hoa Kỳ, là tấn công nước Nga, và Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân chiến lược hay chiến thuật. Ông Putin đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng nói dễ làm khó, cần có thời gian để xem Putin có dám làm hay không. Mỹ, Anh và Pháp, ba cường quốc hạt nhân ở phương Tây, có để cho ông ta múa gậy vườn hoang hay không? Điện Kremlin ngày hôm 18 tháng 11 cảnh báo rằng quyết định của ông Biden đổ thêm dầu vào lửa. Dân biểu Nga Maria Butina nói với Reuters rằng chính quyền Biden đang mạo hiểm gây ra đệ tam thế chiến, đang cố leo thang tối đa khi họ vẫn còn quyền lực. Và bà Butina hy vọng 2 tháng nữa, Tổng thống tân cử Trump sẽ đảo ngược quyết định đó. Một số nhân vật thân cận với ông Trump như tỷ phú Elon Musk, Donald Trump Jr. cũng lặp lại tuyên bố của Nga, lên án chính quyền Biden gây đệ tam thế chiến và thêm thách thức cho nhiệm kỳ tương lai của ông Trump. Nhưng chúng tôi cho rằng, ông Biden đã tránh cho ông Trump một lựa chọn khó khăn trong những ngày đầu cầm quyền. Mỹ, thành viên chính của thỏa thuận 4 bên, là bàn ghi nhớ Budapest 1993. Theo đó, Ukraine đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, đổi lại các cường quốc Mỹ, Nga, Anh phải bảo vệ an ninh cho Ukraine. Khi Nga trở mặt biến thành kẻ xâm lược và bị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án, thì Mỹ phải có nghĩa vụ giúp Ukraine tự vệ. Trong 1.000 ngày qua, Mỹ và EU đã nỗ lực thực hiện nghĩa vụ đó qua việc cung cấp vũ khí và viện trợ. Cho dù nước Mỹ sẽ thay đổi nhà lãnh đạo trong 2 tháng nữa, thì Washington cũng không thể từ bỏ nghĩa vụ đã cam kết. Ông Trump không thể bỏ rơi Ukraine, nhưng cũng không muốn gây khó khăn cho ông Putin. Và trong hoàn cảnh đó, quyết định muộn màng và gây tranh cãi của ông Biden đã cất một gánh nặng khỏi vai ông Trump. Cuộc chiến ở Ukraine chắc chắn phải kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình. Càng sớm, càng tốt. Tổng thống tân cử Donald Trump nói rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ cả trước khi tuyên thệ nhậm chức. Dù ông không nói rõ, ông sẽ làm việc đó như thế nào. Giới phân tích cho rằng, ông Trump sẽ yêu cầu hai bên Nga và Ukraine đóng băng cuộc chiến trong tình thế hiện tại, thiết lập vùng đệm phi quân sự trên các vùng đất mà Nga chiếm được ở miền đông Ukraine, và Ukraine cam kết không gia nhập Minh ước Bắc Đại Tây Dương trong 20 năm tới. Ông Putin có thể tán thành giải pháp của ông Trump, nhưng ông Zelenskyy thì chưa chắc. Phát biểu qua video trước Nghị viện châu Âu hôm 19 tháng 11, đúng ngày thứ 1 của cuộc chiến, ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng Ukraine phải đạt được hòa bình công bằng và chính đáng, và khẳng định chúng tôi không từ bỏ chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Có vẻ như ông Zelenskyy muốn gửi thông điệp không chỉ tới các nhà lãnh đạo châu Âu mà cả tới ông Donald Trump. Dẫu vậy, ông Zelenskyy thừa biết rằng nếu không có Mỹ làm đồng minh quan trọng nhất, thì Ukraine không thể chống lại đội quân xâm lược của Putin. Cho nên ông ta không thể bác bỏ thẳng thừng những đề nghị của ông Putin, mà phải ngồi vào bàn đàm phán theo đề nghị của ông Trump. Ngay sau khi ông Trump tái đắc cử, ông Zelenskyy đã gọi điện thoại chúc mừng và tỏ ra cởi mở với những ý tưởng của ông Trump, với hy vọng chiến tranh sớm kết thúc trong năm 2025. Chiến tranh chắc chắn sẽ kết thúc sớm hơn với các chính sách của nhóm lãnh đạo mới của Tòa Bạch Ốc, ông Zelenskyy nói với báo chí Ukraine. Cuộc đàm phán hòa bình nào cũng bị ảnh hưởng bởi thực tế chiến trường. Vì vậy, trước khi vào bàn đàm phán, Ukraine cần cải thiện vị thế của họ. Trước mắt là giữ được hơn 1,2 km lãnh thổ tỉnh Kursk mà họ đã chiếm của Nga để làm vật trao đổi, đồng thời hủy hoại càng nhiều càng tốt tiềm lực quân sự của Nga. Các hỏa tiễn tầm xa ATACMS tấn công các kho vũ khí, hậu cần và căn cứ không quân của Nga, giúp Ukraine thực hiện ý đồ đó. Đại tá Markus Reisner, giám đốc nghiên cứu và phát triển Học viện Quân sự Áo, chuyên gia về chiến tranh Nga-Ukraine, nhận định rằng hỏa tiễn ATACMS có thể giúp Ukraine giành được vị thế tốt hơn, cả trong đàm phán và trên chiến trường. Với ATACMS, người Ukraine có thể cản trở quân Nga bổ sung lực lượng, và nó hiệu quả đến mức cả quân đội Moscow và lực lượng bổ sung từ Bắc Hàn đều không thể ngăn chặn bước tiến của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Bằng những cố gắng cuối cùng, ông Biden đang cố giúp Ukraine giành lợi thế trên chiến trường, từ đó bước vào đàm phán một cách thuận lợi hơn, chấm dứt cuộc chiến mà không phải mất quá nhiều lãnh thổ hay chủ quyền quốc gia. Sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, và câu hỏi vệ sĩ của Lương Cường lại bê bối ở Peru và ông Tô Lâm cảnh cáo Huệ Vương với ý đồ gì? Vì sao vệ sĩ của ông Lương Cường lại sử dụng súng chống drone trong khi duyệt đội danh dự tại dinh Công lý ở Lima? Phóng viên quốc tế đã nhanh chóng ghi lại động thái này. Bức ảnh trở thành tâm điểm chú ý trên truyền thông quốc tế và lọt vào danh sách những hình ảnh ấn tượng nhất trong ngày. Đáng nói là nguy cơ ông Cường bị tấn công bằng drone không hiện hữu. Khả năng ông ta bị một quốc gia đối địch tấn công bằng drone bị loại bỏ. Trong khi, ý chí Vương Đình Huệ, vai vế Phan Đình Trạc cho thấy Nghệ An vẫn còn là thế lực đáng gờm. Trong hàng tứ trụ hiện nay, ngoài Trần Thanh Mẫn không có lực lượng hậu thuẫn khả dĩ, ba trụ còn lại đều có lực lượng riêng. Cuộc chiến giành suất đặc biệt trụ hạng trong nhiệm kỳ đại hội 14 giữa tam đầu chế Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung bản tin của Bangkok Post về câu chuyện Việt Nam đưa ra kỷ luật cảnh cáo đối với cựu Chủ tịch Quốc hội. Bộ Chính trị Việt Nam đã ban hành cảnh cáo kỷ luật đối với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vì vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, nhấn mạnh quyết tâm của Đảng Cộng sản cầm quyền trong việc trấn áp tham nhũng. Theo Bangkok Post, một bài đăng trên trang web tin tức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Huệ đã vi phạm các quy định liên quan đến trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống tham nhũng và các quy định về hành vi của đảng viên, gây ra hậu quả nghiêm trọng và làm tổn hại đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra phán quyết kỷ luật tương tự đối với cựu Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể. Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người đã từ chức vào tháng 3 sau khi vi phạm các quy định vẫn chưa bị kỷ luật vì hiện đang phải điều trị sức khỏe. Hàng trăm quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ và giám đốc điều hành doanh nghiệp đã bị vướng vào chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm của chính phủ, được coi là một phần trong nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng cường sức hấp dẫn của mình như một điểm đến cho đầu tư nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Chiến dịch này cũng dẫn đến những cảnh báo về tình trạng tê liệt của bộ máy chính quyền khi các quan chức trở nên cảnh giác khi ký duyệt các dự án vì sợ họ có thể là người tiếp theo. Tháng trước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng bằng cách thanh tra các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, đồng thời giảm thiểu tác động đến hoạt động bình thường của các cơ quan và doanh nghiệp. Theo một tuyên bố của chính phủ, trích dẫn một cuộc họp vào ngày 30 tháng 10 vừa qua. Theo Bangkok Post, một tuyên bố trên trang web chính phủ, Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kỷ luật ít nhất 52 quan chức cấp cao trong năm nay. Liên quan đến nguyên thủ Việt Nam công du quốc tế là dịp nâng cao hình ảnh quốc gia, nhưng chuyến đi Chile và Peru của ông Lương Cường để lại một loạt bê bối. Trong khi truyền thông quốc tế lập tức đưa tin về những sự kiện chấn động này, báo chí trong nước hoàn toàn im lặng. Tình trạng bưng bít thông tin và trách nhiệm của những người đứng đầu tại Việt Nam đặt ra nhiều câu hỏi. Nhà báo Nguyễn Hà Hùng đã có bài bình luận với tựa đề "Bê bối cận vệ và thông điệp ngoại giao bất cẩn". Theo tác giả, đánh giá về việc cảnh vệ phạm tội và sự im lặng của báo chí nhà nước, Bộ Ngoại giao Chile ra thông cáo rằng đêm Chủ nhật 10 tháng 11, một thành viên an ninh của phái đoàn Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Chile bị cáo buộc xâm hại tình dục. Hôm sau, một tòa án ở Santiago phán quyết trục xuất người đàn ông này, Lại Đức Tuấn, và không được nhập cảnh Chile trong ít nhất 2 năm. Truyền thông trong nước không có dòng tin nào về bê bối này, tạo nên một khoảng trống và cơn đói tin tức, góp phần làm suy yếu niềm tin của người dân. Có nguồn nói ông Tuấn vẫn đi cùng đoàn chủ tịch nước sang Peru sau đó 2 hôm. Nếu đúng vậy, đó là dấu hiệu bất cẩn và thiếu trách nhiệm. Đơn giản, vì hành vi tấn công tình dục là không chấp nhận được. Giữ họ ở trong đoàn gửi đi thông điệp là hành vi của người này có thể được bỏ qua hoặc không xử lý nghiêm. Ở các nước phát triển, để bảo vệ uy tín quốc gia, những sự kiện như vậy thường được xử lý công khai và nghiêm khắc. Ví dụ, phái đoàn Barack Obama đã lập tức loại nhân viên mật vụ thuê gái gọi trong chuyến đi Colombia 2012 và nhân viên an ninh say xỉn trong chuyến đi Hà Lan 2014. 3 hôm sau, tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru, vệ sĩ của ông Lương Cường lại sử dụng súng chống drone trong khi duyệt đội danh dự tại dinh Công lý ở Lima. Phóng viên quốc tế đã nhanh chóng ghi lại động thái này. Bức ảnh trở thành tâm điểm chú ý trên truyền thông quốc tế và lọt vào danh sách những hình ảnh ấn tượng nhất trong ngày. Đáng nói là nguy cơ ông Cường bị tấn công bằng drone không hiện hữu. Khả năng ông ta bị một quốc gia đối địch tấn công bằng drone bị loại bỏ. Việt Nam hiện không có chiến tranh. Đối thủ chính trị ở trong nước thì hầu như không thể tấn công ông ta bằng drone ở Peru, một phương án quá mạo hiểm. Nếu muốn, họ có những lựa chọn khác, sử dụng vũ khí khi không có nguy cơ thực tế nào đặt ra câu hỏi về tính chuyên nghiệp của đoàn Việt Nam. Hơn nữa, động thái này tạo khoảng cách với công chúng. Khác với phong cách ngoại giao của lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo các quốc gia phát triển thường gây thiện cảm bằng biểu hiện thân thiện với người dân. Họ thường thúc đẩy hình ảnh nước họ bằng những cử chỉ thân thiện, giản dị. Chẳng hạn, Obama ăn bún chả bình dân ở Hà Nội, Trudeau chạy bộ ở kênh Nhiêu Lộc. Đáng chú ý, phát biểu tại thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế APEC ở Peru, ông Lương Cường cảnh báo về mối nguy chiến tranh thương mại trên thế giới. Ông nói, xin trích, cần loại bỏ tư duy nhất bên thắng, nhất bên thua, không để chủ nghĩa dân tộc làm méo mó chính sách. Bình luận về thông điệp gây sốc này, Bloomberg chạy tựa, lãnh đạo Việt Nam cảnh báo chiến tranh thương mại dẫn đến nghèo đói, ám chỉ Trump. Theo đó, hãng tin Bloomberg nói, đây là chỉ trích mạnh mẽ nhất nhắm tới cách tiếp cận về thương mại của Tổng thống tân cử Donald Trump. Cần nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Số liệu 2023 của VCCI cho thấy xuất khẩu sang Mỹ chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hoa Kỳ còn là một trong những quốc gia tài trợ lớn nhất cho Việt Nam. Một ví dụ gần đây là Việt Nam thuộc top 10 nước được Mỹ viện trợ vaccine nhiều nhất trong đại dịch COVID. Phát biểu của Chủ tịch Việt Nam có thể khiến quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ trở nên căng thẳng, nguy cơ mất viện trợ hoặc hỗ trợ kinh tế, ngoại giao bị giảm sút. Chuyến đi của Chủ tịch Việt Nam lần này để lại nhiều bài học đắt giá. Cần xét lại tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm cảnh vệ. Báo chí trong nước không thể tàng lờ, che giấu sự thật. Người dân cũng cần yêu cầu chính quyền thực hiện chiến lược ngoại giao tỉnh táo, bảo vệ lợi ích quốc gia thay vì tạo thêm căng thẳng không cần thiết. Nếu những vấn đề này không được giải quyết dứt khoát, các chuyến công du tương lai sẽ tiếp tục làm suy yếu hình ảnh của quốc gia. Made in Vietnam không có mấy giá trị. Trong bài bình luận của tác giả Gió Bắc với tựa đề Vì sao Tô Lâm cảnh cáo Vương Đình Huệ? Theo tác giả, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Triều đại Tô Tổng đã phá rào ra quyết định chưa có tiền lệ kỷ luật cảnh cáo cựu thành viên tứ trụ Vương Đình Huệ. Quyết định này cũng phá vỡ chủ trương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ưu ái cho các đồng chí nhúng chàm được từ chức theo nguyện vọng. Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng từng được hưởng đặc ân này. Huệ sai phạm cụ thể như thế nào? Mức cảnh cáo có thỏa đáng chưa? Đã cho thôi giữ chức về hưu, giờ kỷ luật có vi phạm nguyên tắc, nhất sự bất tái cứu. Vương Đình Huệ được người dân mỉa mai biệt hiệu đèn đom đóm, nên không ai bất ngờ khi khuất tất của đom đóm bị lộ sáng. Điều người ta bất ngờ là Tổng Bí thư Tô Lâm đã phá rào, đạp đổ bức tường vô hình nhưng kiên cố xưa nay luôn bảo vệ các tứ trụ an toàn tuyệt đối. Việc kỷ luật cảnh cáo cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch Quốc hội và treo nợ với cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vì đang điều trị bệnh, xưa nay chưa từng có. Phải chăng đây là biểu hiện đốt lò trong kỷ nguyên mới của Tô Tổng? Tuy nhiên, việc kỷ luật Vương Đình Huệ vẫn còn đó những khuất tất, bất thường. Như thông lệ trước nay, các sai phạm của đương sự là cán bộ cấp cao vẫn được nêu chung chung, mơ hồ. Ngày 25 tháng 4, dưới triều đại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với Vương Đình Huệ vì vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Lần này, sau vài tháng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo Vương Đình Huệ vì trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội đã vi phạm quy định của Đảng, nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Nội dung sai phạm trong lần sau khác lần trước là có thêm đoạn đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, và không có cụm từ chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc cho Vương Đình Huệ về hưu gắn liền với việc khởi tố, bắt giam Phạm Thái Hà trong vụ án Thuận An. Việc xử lý lần này cũng gắn liền với việc miễn nhiệm Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, vì liên quan đến công ty Thuận An thời Cường làm bí thư Đắk Lắk. Từ đó, người đọc có thể suy đoán trong tiến trình điều tra vụ án Thuận An, thời điểm tháng 4 chỉ xác định trách nhiệm nêu gương, giờ đã phát hiện thêm sai phạm cá nhân khi thực hiện trọng trách theo chức vụ. Phải chăng việc xem xét, xử lý hai lần là theo nguyên tắc sai đến đâu, xử lý đến đó? Nếu đúng như vậy, Tô Tổng cũng đã đánh người dưới ngựa, dẫm lên chủ trương chống tham nhũng nhân văn nhân ái, một phát kiến mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường tự hào thể chế thành quy định theo tinh thần không phải xử nặng, không phải cách hết chức vụ mới là tốt. Mà đây là cuộc đấu tranh nội bộ trong chính chúng ta, trong mỗi con người chúng ta, cho nên phải làm kiên trì, làm bền bỉ, phương pháp đúng, nhân văn, chứ không phải cốt xử nặng. Chúng ta khuyến khích ai đã chót nhúng chàm rồi thì rửa tay đi. Tuy nhiên, do thông báo không dám gọi tên, không nêu cụ thể hành vi Vương Đình Huệ vi phạm quy định pháp luật là gì, có nhận hối lộ không, bao nhiêu tiền trong số hàng ngàn tỷ đồng sai phạm của Thuận An, nên người ta vẫn băn khoăn liệu kỷ luật như vậy có phải là đưa cao đánh khẽ cho tội phạm hạ cánh an toàn. Từ lâu rồi, trong giới đảng viên vẫn truyền nhau thành ngữ phê bình như nói láo, cảnh cáo như nói chơi, không ảnh hưởng chi đến tiền tài, địa vị. Cảnh cáo với người về hưu càng vô nghĩa. Tô Lâm vốn là người thực tiễn, bận rộn trăm công nghìn việc, chắc chắn không rảnh rang họp hành xử lý những việc vô nghĩa. Chắc chắn việc xử lý lần này phải có hậu ý liên quan đến cuộc đua nhân sự trong đại hội 14 sắp đến. Bối cảnh vừa qua, phát biểu đâm hông tân Tổng thống Trump về chính sách thương chiến của Chủ tịch nước Lương Cường tại hội nghị thượng đỉnh APEC cho thấy họ Lương đã nghiêng cây tre về phía Trung Quốc. Tiếng nói của Lương Chủ tịch giống như người phát ngôn của Tập Cận Bình. Trong lúc không rõ vô tình hay cố ý, quê hương Hưng Yên của Tô Tổng đang mở cửa chào đón dự án tỷ đô của tập đoàn Trump. Việt Nam mua máy bay quân sự của Mỹ. Rõ ràng có sự trái cửa bất thường giữa Chủ tịch Lương Cường và Tô Tổng trong ứng xử với hai nước đối tác chiến lược toàn diện này. Dư luận cũng cho rằng Vương Đình Huệ vốn đứng đầu nhóm Nghệ An có số ủy viên trung ương đông đảo nhất, 14 người, có 3 ủy viên Bộ Chính trị. Vương Đình Huệ mất ghế, vai trò quan trọng của phe Nghệ An vào tay Phan Đình Trạc. Trước đó, nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 11 đến 15 tháng 11, 2024. Chuyến đi nửa kín nửa hở, không dương cờ gióng trống như những đoàn đi Trung Quốc hoặc quan hệ với các nước khác. Vương Đình Huệ ngay trước khi mất chức đã từng thăm Trung Quốc và hội kiến với Tập Cận Bình. Theo tác giả, cuộc chiến giành ghế của Vương Đình Huệ hồi tháng 4 không hề đơn giản. Dù đệ tử thân tín Phạm Thái Hà đã khai báo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm điểm, nhưng Vương Đình Huệ vẫn chưa chịu buông gươm. 3 ngày trước khi Trung ương họp bất thường xử lý kỷ luật, Vương Đình Huệ vẫn đường hoàng chủ trì và phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi về hưu, Vương Đình Huệ vẫn năng nổ cùng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự các sự kiện lễ lạc của quốc gia như trong lễ viếng lăng Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Ý chí Vương Đình Huệ, vai vế Phan Đình Trạc cho thấy Nghệ An vẫn còn là thế lực đáng gờm. Trong hàng tứ trụ hiện nay, ngoài Trần Thanh Mẫn không có lực lượng hậu thuẫn khả dĩ, 3 trụ còn lại đều có lực lượng riêng. Cuộc chiến giành suất đặc biệt trụ hạng trong nhiệm kỳ Đại hội 14 giữa tam đầu chế Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Muốn giữ ngôi vương, Tô Lâm phải tận dụng vũ khí đốt lò. Cảnh cáo Vương Đình Huệ không chỉ nhằm trấn áp thế lực Nghệ An. Câu hỏi, sau Vương Đình Huệ số phận Nguyễn Xuân Phúc sẽ ra sao? Và có hay không việc xử lý ông Phúc với mục đích để từ đó có thể tạo tiền lệ cho việc Tổng Bí thư Tô Lâm có thể xem xét trách nhiệm của các lãnh đạo cấp cao khác. Việc công khai thông tin này đã dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng ông Phúc có thể bị xử lý pháp lý trong thời gian sắp tới. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, con gái của ông Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang đã tham gia và hỗ trợ cho việc để doanh nghiệp này rửa tiền hàng tỷ USD từ Việt Nam qua Hồng Kông trong giai đoạn 2021-2022. Theo giới thạo tin, các cáo buộc này đang được cơ quan chức năng Việt Nam điều tra, xử lý để sớm đưa ra kết luận. Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung Đinh Thế Huynh xuất hiện sau 6 năm ở ẩn, chữa bệnh. Sau 6 năm vắng mặt trước công luận, ông Đinh Thế Huynh, 71 tuổi, cựu thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, xuất hiện tại Hà Nội để nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ông Huynh từng được coi là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và có cơ hội lớn để kế vị cái ghế này trước khi đột ngột ở ẩn để chữa bệnh từ năm 2018. Theo báo Tuổi Trẻ hôm 22 tháng 11, ông Trần Cẩm Tú, thường trực Ban Bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ca ngợi ông Đinh Thế Huynh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng. Ngoài ra, ông Huynh còn được ông Tú mô tả là luôn giản dị, khiêm tốn và chân thành. Trong ảnh chụp hôm 22 tháng 11, ông Huynh được nhìn thấy có vẻ khỏe mạnh dù mấy năm trước phải từ nhiệm để chữa bệnh. Theo ghi nhận của Wikipedia, chỉ sau hơn một năm ngồi ghế thường trực Ban Bí thư, hồi năm 2017, ông Huynh bỗng nhiên phải đi chữa trị bệnh và bị ông Trần Quốc Vượng, lúc đó đang là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tạm thay thế. Đến năm 2018, Bộ Chính trị ra quyết định cho ông Huynh thôi chức. Ông Huynh đã vắng mặt trước báo chí, truyền thông và ở ẩn để chữa bệnh kể từ năm 2018. Tuy vậy, các báo trong nước không dám đề cập cụ thể bệnh tình của ông Huynh, trong lúc mạng xã hội dấy lên tin đồn cho là ông này bị ung thư đã tới hồi nặng và sống thực vật. Hồi tháng 10, 2016, lúc đang được ông Trọng tín nhiệm cao, ông Đinh Thế Huynh được Đảng cử đi thăm lần lượt Trung Quốc và Mỹ. Thời điểm đó, việc một quan chức không thuộc hàng tứ trụ đi thăm hai cường quốc được giới quan sát nhận định rằng là dấu hiệu cho thấy ông Huynh nhiều khả năng được ông Trọng chọn làm người kế vị. Đến hồi đầu năm nay, blogger Nông Văn Tiềm tiết lộ trên mạng xã hội về nguyên do khiến Đinh Thế Huynh đột ngột biến mất trên chính trường hồi năm 2017. Nguyễn Phú Trọng nhận được báo cáo, nội dung cho biết Đinh Thế Huynh là người vận động phiếu cho Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị. Bộ ba Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh và Đinh La Thăng lúc đó đang tìm cách buộc Trọng rút lui khỏi vị trí Tổng Bí thư vào giai đoạn giữa nhiệm kỳ. Vì vậy, Nguyễn Phú Trọng ra tay trước. Trọng cho quản thúc Đinh Thế Huynh, đồng thời chọn Trần Quốc Vượng tham mưu cho công cuộc đốt lò. Trở lại câu chuyện, đã hơn một năm sau khi Nguyễn Xuân Phúc bị đánh đổ, nhưng sao vẫn chưa bị xử lý hình sự. Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, chính trường Việt Nam sôi động với sự thay đổi nhân sự ở tầng cao nhất, tứ trụ. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã từ chức Chủ tịch nước, kết thúc sự nghiệp chính trị đầy tai tiếng. Việc loại bỏ ông Phúc khỏi chính trường vào những ngày này được người dân kỳ vọng là việc dọn đường để ông Tô Lâm có thể sờ tới phu nhân của ông cựu Chủ tịch nước. Bởi thông tin ngoài luồng cho biết, bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân ông Phúc, có dính líu đến cả hai vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, cả hai vụ án này đều đã được đưa ra xét xử, nhưng bà Trần Thị Nguyệt Thu không hề hấn gì. Đáng chú ý là câu phát biểu của ông Phúc vào ngày 4/2/2023 tại buổi lễ bàn giao ở Phủ Chủ tịch. Ông Phúc nói, gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Lời phát biểu này phần nào bộc lộ một số điều trong hậu trường chính trị với việc các phe phái đã thỏa thuận ra sao. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Nguyễn Xuân Phúc phải tận dụng cơ hội để lên truyền thông khẳng định bên vực vợ con ông? Trong trò chơi chính trị, mọi sự bất cẩn đều có thể trả giá rất đắt. Câu nói của ông Nguyễn Xuân Phúc như là cách ông tung bằng chứng ra trước công chúng để tự bảo vệ gia đình mình. Điều này cho thấy, giữa các đồng chí với nhau, họ cũng chẳng tin tưởng nhau. Nếu ông Phúc không tung hê trước, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng, thì sau này khi phe ông Tổng lật lọng, ông Phúc có thể làm được gì? Câu nói của ông Phúc mặc dù đã bị tuyên giáo cho thu hồi nhanh chóng, nhưng giống như nước đổ ra đất, không có cách nào hốt lại được nữa. Tất cả các trang mạng, các tờ báo nằm ngoài sự kiểm duyệt của Đảng đã sao chụp lại. Do đó, câu nói này đã trở thành một chốt chặn, bảo vệ gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, ngăn không cho phe ông Tổng lật lọng. Vụ Việt Á còn một câu hỏi quan trọng, đó là ai là người sở hữu 80% cổ phần của công ty Việt Á? Hiện nay, các vụ án kinh tế lớn đều liên quan đến những nhân vật lớn trong chính quyền. Người đứng tên và đại diện pháp lý cho doanh nghiệp là thường dân, còn người trong bóng tối hỗ trợ, thậm chí là thao túng, lại là quan lớn. Khi khui những vụ án như vậy, ông Trọng cho đánh phần dân thật mạnh, còn phần quan, ông lại nương tay. Có những quan nhỏ thì ông khui ra và ném vào lò, còn quan lớn thì ông lại ém. Vụ án Vạn Thịnh Phát là ví dụ, cho thấy ông Trọng đánh Trương Mỹ Lan, lôi ra một bà vụ trưởng, rồi lôi thêm Nguyễn Cao Trí, và từ đó lôi ra dàn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, ông chừa lại nhân vật Lê Thanh Hải. Vụ án Việt Á cũng thế, ông lôi những quan chức cấp tỉnh, cấp thứ trưởng, nhưng với cá gộp bên trên, đặc biệt là nhân vật bí ẩn, sở hữu 80% cổ phần Việt Á, thì ông lại che giấu. Vụ ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Trọng chỉ làm đến mức cho ông Phúc từ chức. Việc xử lý tham nhũng như thế khiến các quan chức cấp cao không sợ. Họ sẽ nghĩ ra cách đối phó nếu chẳng may bị khui ra. Chỉ cần nắm được những thông tin có giá trị, thì dù ăn đậm thì cũng có thể đem những thứ đó ra ngã giá để được rút êm. Cho nên, chống tham nhũng như ông Trọng chỉ có thể làm cho tham nhũng tinh vi hơn, thủ đoạn thâm hiểm hơn, chứ không thể diệt được tham nhũng. Tuy nhiên, việc khởi tố bắt giam vợ chồng Bảy Phúc không phải chuyện một sớm, một chiều. Vì sao lại nói như vậy? Cách đây ít lâu, giới thạo tin tiết lộ một bộ phận lãnh đạo cấp cao trong Đảng đã nhận được tài liệu phổ biến nội bộ. Nội dung là phải triệt hạ bằng hết chân rết quyền lực của ông Phúc cùng với đồng đảng ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận. Theo đó, đây là một phe cánh chính trị rất nguy hiểm, đã gây chia rẽ trầm trọng trong nội bộ Đảng và đã thực hiện các hành vi tham nhũng có tổ chức với quy mô hết sức nghiêm trọng. Phe cánh chính trị của Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng hệ thống truyền thông do Nguyễn Công Khế cầm đầu để hỗ trợ đưa tin trong cuộc chiến nội bộ giữa các phe cánh trong Đảng. Đó cũng là lý do vì sao cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế, người được mệnh danh là ông trùm truyền thông, lại bị bắt vào đầu năm 2024. Ở thời điểm đó, giới thạo tin đã tin rằng nạn nhân tiếp theo của Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ là Bảy Phúc, chứ không phải là ông Tư Sang, một người được cho là đại ca trực tiếp của ông Khế. Công luận đặt vấn đề, tại sao sau khi ông Phúc bị buộc phải thôi chức Chủ tịch nước vào đầu năm 2023, người ta thấy ông Bảy Phúc đến thăm cựu Thủ tướng Ba Dũng tại Tư Gia ở Sài Gòn? Tại sao người xử lý ông Phúc là Tổng Trọng và Bộ trưởng Công an Tô Lâm lúc đó chỉ là đầu sai của Tổng Bí Thư? Nhưng Bảy Phúc vẫn biết rất rõ tiếng nói của ông Ba Dũng có trọng lượng trong mọi quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm. Điều đó cũng có nghĩa là ông Phúc đã biết rất rõ mối quan hệ trong bóng tối giữa Tô Lâm và ông Nguyễn Tấn Dũng. Trở lại vấn đề, các nguồn tin nội bộ khẳng định hồ sơ điều tra của Bộ Công an đối với các hành vi sai phạm của ông Phúc và phu nhân Nguyệt Thu có liên quan đến việc nhận hối lộ, rửa tiền đã được đặt trên bàn làm việc của Tô Tổng. Vẫn theo giới thạo tin, hồ sơ này sẽ được đích thân Tô Tổng xem xét kỹ lưỡng trước khi chuyển tới các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu. Cuối cùng, hồ sơ sẽ được thống nhất trong một cuộc họp xét kỷ luật của Bộ Chính trị, có sự tham gia của các thành viên Ban Bí thư. Theo nguồn tin nội bộ, loạt hành vi sai phạm của ông Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Trần Văn Vệ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu ông Phúc phải giải trình về việc dùng quyền lực cá nhân để can thiệp chỉ đạo một số vụ án. Đó là lý do vì sao, theo nguồn tin, không chỉ vợ chồng ông Phúc mà cả Trung tướng Trần Văn Vệ cũng có nguy cơ bị khởi tố, bắt giam trong thời gian tới sau khi Bộ Chính trị họp bàn và thông báo kết luận cuối cùng. Công luận cho rằng, trong thời gian hơn 13 năm cầm quyền, trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã chống tham nhũng một cách nửa vời. Điều đó đã đánh mất sức chiến đấu của Đảng và lòng tin của người dân. Dẫu trên tinh thần đốt lò không có vùng cấm, không có ngoại lệ để làm gương, nhưng việc truy tố một cựu ủy viên Bộ Chính trị như ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là chuyện dễ dàng. Bởi cả làng tham nhũng chứ mình Phúc đâu. Nghĩa là không chỉ xử lý một trường hợp của ông Bảy Phúc mà phải xử lý tất cả những người liên quan. Có lẽ đây là lý do việc xử lý, khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà Tô Tổng và Bộ Chính trị sẽ còn phải nâng lên đặt xuống nhiều lần. Và thưa quý vị, sau Vương Đình Huệ, số phận Nguyễn Xuân Phúc sẽ ra sao? Cái tên cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang là chủ đề được quan tâm. Ông Nguyễn Xuân Phúc đang đối mặt với nguy cơ bị truy tố có liên quan đến vấn đề tham nhũng và sai phạm trong thời gian đảm trách các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước. Việc mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và tạm tha bổng cho cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Nhưng không có tên của ông Phúc đã gây nên sự ngạc nhiên và hoài nghi của ông Luận. Kể từ tháng 1 năm 2023, sau khi bị buộc từ chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã giữ im lặng trước công luận. Tuy nhiên, gần đây, trong lời khai của ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết ông nhận chỉ đạo từ cấp trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong việc giải quyết các đơn thư liên quan đến vụ việc của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Việc công khai thông tin này đã dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng ông Phúc có thể bị xử lý pháp lý trong thời gian sắp tới. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, con gái của ông Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang đã tham gia và hỗ trợ cho việc để doanh nghiệp này rửa tiền hàng tỷ USD từ Việt Nam qua Hồng Kông trong giai đoạn 2021-2022. Theo giới thạo tin, các cáo buộc này đang được cơ quan chức năng Việt Nam điều tra xử lý để sớm đưa ra kết luận. Tuy nhiên, trong một phát biểu vào tháng 2 năm 2023, ông Phúc khẳng định gia đình và vợ con ông không tư lợi hay tham nhũng liên quan đến vụ Việt Á, và khẳng định điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Cho đến nay, chưa có thông tin chính thức về việc ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị truy tố hay xử lý pháp lý hay không. Và tương lai chính trị của ông Phúc vẫn đang là một ẩn số, trong bối cảnh chính trường Việt Nam hiện nay có những biểu hiện hết sức phức tạp. Theo giới quan sát quốc tế cho rằng, số phận của ông Nguyễn Xuân Phúc hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả việc thâu tóm quyền lực trong đảng của Tổng bí thư Tô Lâm. Tại thời điểm hiện nay, khi ông Tô Lâm vẫn chưa nắm được quyền lực tuyệt đối, và kế hoạch thâu tóm các phe nhóm chính trị như Nghệ An của Phan Đình Trạc, Hà Tĩnh của Trần Cẩm Tú, Quảng Nam của Bảy Phúc vẫn chưa thành công. Trước đây, việc truy tố một cựu thành viên tứ trụ như ông Nguyễn Xuân Phúc là điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng việc mới đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật cảnh cáo với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phải chăng đó là những tín hiệu mở đường của Tổng bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục nhằm đến các quan chức cấp cao trong đảng? Và điều đó đã cho thấy số phận chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc càng lung lay, và ngày sổ khám của ông Phúc xem ra cũng gần hơn rất nhiều. Điều đó đã cho thấy quy trình kỷ luật đảng rõ ràng là có thay đổi cơ bản. Và việc kỷ luật đảng sau khi xét miễn nhiệm, bãi chức các ông Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc khá xa, nghĩa là sẽ không có vùng cấm hay vùng kín, bất kể người đó là ai, như Tổng bí thư Tô Lâm đã khẳng định. Đồng thời, việc xử lý ông Phúc được cho là với mục đích giết gà để dọa khỉ, để từ đó có thể tạo tiền lệ cho việc Tổng bí thư Tô Lâm có thể xem xét trách nhiệm của các lãnh đạo cấp cao khác trong các vụ việc tương tự. Nhưng ông Tô Lâm có thành công được hay không còn phụ thuộc vào ý chí của Ban Chấp hành Trung ương. Trong số các cựu lãnh đạo cấp cao đã về hưu, ông Nguyễn Xuân Phúc đang đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý hơn so với những người tiền nhiệm khác. Nguyên nhân được cho là do ông Phúc thân cô thế cô, thiếu sự hậu thuẫn của các phe cánh trong nội bộ đảng. Điều đó sẽ khiến ông Phúc dễ bị nhắm đến trong các cuộc điều tra chống tham nhũng của Tổng bí thư Tô Lâm. Nói tóm lại, ở chế độ này, các quan chức nếu không tham nhũng thì chẳng thể leo cao được, bởi lấy tiền đâu ra đút lót cho quan trên. Chỉ có ăn thật bạo và thủ những con bài tẩy để ra giá khi bị lộ, thế là hạ cánh an toàn, chỉ có dân là thiệt. Thì chúng tôi xin chia sẻ tiếp, tức là cái quan điểm mà ban đấy luật sư Đặng Đình Mạnh có đề cập ấy, thì đấy là cái quan điểm góc nhìn của một số những viện nghiên cứu think tank, nghiên cứu về hòa bình và chiến tranh, thì họ đặt vấn đề như vậy, và họ cũng nhắc tới là những cuộc chiến trước đây có thể ở các khu vực đấy, thì chẳng hạn như là cuộc chiến ở bán đảo Triều Tiên hay là ở trên bán đảo Đông Dương, trong đó có Việt Nam, Campuchia và Lào v.v. thì cũng được xếp hạng ở trong cái category đó. Tất nhiên có nhiều cách nhìn khác nhau đó. Vậy thì chúng tôi xin mời tiếp theo nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ câu lạc bộ Đức. Nếu như ông có điều gì muốn bình luận bổ sung, đặc biệt là từ góc nhìn từ nước Đức, một thành viên của EU, một thành viên hàng đầu đấy, và một thành viên của NATO từ châu Âu. Vâng, cảm ơn anh. Thì quý vị cũng biết rằng là nước Đức là nước mà ủng hộ cho Ukraine, chỉ đứng sau có Hoa Kỳ thôi. Đó là chưa kể đến việc mà nước Đức cũng như là người dân Đức họ đã tiếp nhận một cái số lượng người Ukraine chạy sang tị nạn rất là lớn. Nhiều số liệu thống kê nó không chi tiết đến từng cái đơn vị, nhưng mà đều nói rằng là có thể lên tới 1,5 triệu người Ukraine đã sang tị nạn trong cái thời gian mà xảy ra chiến tranh, trong khoảng gần 3 năm qua. Thế còn liên quan đến cái diễn biến của cái cuộc chiến này ấy, thì gần đây nhất là cuối tuần trước ấy, thì ông Thủ tướng Đức ông ấy đã có một cái cuộc điện đàm với lại Putin, mà theo như báo chí Đức họ nói ấy, thì là có lẽ là gần đến 2,5 năm nay rồi thì mới có một cái cuộc điện đàm giữa ông Putin và Thủ tướng Đức. Thế và cái nội dung này ấy, thì theo báo chí người ta có tiết lộ là ông Thủ tướng Đức là ông ấy muốn gọi là thúc giục Nga để mà bước vào một cái cuộc đàm phán với lại Ukraine để mà có được gọi là cái vãn hồi được cái nền hòa bình. Thì cái này trong đó thì báo chí thì họ cũng có nói rằng là Putin thì dứt khoát là không nhượng bộ và nói rằng là chỉ có đàm phán. Tức là trong cái cuộc mà điện đàm giữa hai ông ấy, thì ông Putin ông ấy nói rằng là ông ấy dứt khoát là cái điểm thứ nhất ấy, là những cái lãnh thổ, cái phần lãnh thổ mà Nga đã chiếm của Ukraine thì người ta sẽ không trả lại. Cái điểm thứ hai là không tức là Ukraine là không được phép vào NATO. Đó là hai cái là gọi là bất di bất dịch mà Putin đến giờ này là dứt khoát là không nhượng bộ. Đó. Thế còn trở lại cái vấn đề mà quý vị đang bàn về cái việc mà ông Biden ông ấy cho phép Ukraine sử dụng cái tên lửa tầm xa để mà tấn công vào lãnh thổ Nga ấy, thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng ở đây là một cái quyết định nó khá là muộn màng và có thể là nó cũng có một cái gây ra một cái thách thức cho ông Trump tới đây. Và ở cái chiều ngược lại thì lại cũng có ý kiến cho rằng ấy, là cái này lại có lợi cho ông Trump nhiều hơn. Thế nhưng mà nếu mà đánh giá về các cái hậu quả hoặc là cái tác động ấy thì thực sự là rất là khó. Nhưng chắc chắn rằng là đây là một cái bước leo thang xung đột mới, mà cái này ấy, dẫn đến cái quyết định này thì chắc chắn là mọi người đều biết là ông Biden ông ấy cách đây vài tuần ông đã từng nói rằng là nếu như mà lính Bắc Triều Tiên mà tham chiến ấy, thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa. Tức là cái này là nó đã có những cái chỉ dấu từ trước đây, và cái này là cái kết quả mà như người ta đã biết đấy. Mà thì cái mức độ leo thang xung đột thì chúng ta đều biết rồi, tức là bây giờ thì nó lan rộng hơn đấy, và người ta lo là có cái sự trả đũa của Nga, và cái này thì cũng đã diễn ra rồi. Và cũng chính vì thế cho nên là một số cái sứ quán của Hoa Kỳ rồi của Anh, và theo thông tin hình như ban nãy tôi nhớ là kỹ sư Thành Đỗ cũng có nêu, tức là cái sứ quán của Pháp ấy là họ cũng đã đóng cửa rồi. Thế còn riêng Hoa Kỳ là họ đã khuyến cáo những người Mỹ mà đang ở Kiev là phải nhanh chóng để mà rời đến nơi an toàn. bởi vì họ sợ là Nga trả đũa, và cái đấy thì cũng đã xảy ra rồi. Thì tất nhiên là các cái hậu quả liên quan đến cái quan hệ quốc tế thì chúng ta cũng biết là vì leo thang căng thẳng như này và có nhiều bên tham chiến, ít nhất là bây giờ là có cái sự hiện diện của lính Triều Tiên rồi, cho nên nếu mà định nghĩa rằng là đây là một cuộc chiến mà chỉ có hai bên thì chắc chắn là sai rồi. Chúng ta đều thấy là đã ít nhất là đã có ba nước có quân tham chiến trực tiếp. Thế và tất nhiên là vì vậy cho nên là cái hậu quả nhân đạo của nó thì chắc chắn là rất là lớn, bởi vì vốn là cái cuộc chiến này đã kéo dài gần 3 năm rồi, và có thể nói là nhiều thành phố và làng mạc của Ukraine thì đã bị san phẳng rồi, cho nên là nếu mà vẫn tiếp tục như căng thẳng như này, và khi mà Ukraine họ được phép họ sử dụng tên lửa tầm xa không những là của Hoa Kỳ mà còn của các cái nước khác như là cái Storm Shadow của Anh, rồi thì tên lửa tầm xa của Pháp ấy, thì chắc chắn là bây giờ phía Nga, tức là chắc chắn là cái thiệt hại, cái thương vong nó sẽ lớn hơn, và chắc chắn là cái mức độ tàn phá nó sẽ nặng nề hơn. Thì đó là tôi nghĩ là ban đầu thì chúng ta cũng có lẽ chỉ nêu được như vậy. Vâng, trước khi chúng tôi xin hỏi thêm ý kiến của các vị khách mời một cái bình luận cuối cùng để chúng ta bước sang cái phần tin tức có liên quan tới Việt Nam được quan tâm trong tuần, thì chúng tôi vẫn muốn hỏi thêm ông Nguyễn Hà Hùng một cái ý như này, là có những cái ý kiến ở trong cái giới quan sát, giới phân tích, kể cả trong giới think tank họ cho rằng là nước Đức không chỉ có cái chuyện một là cũng có những cái lệ thuộc nào đó về cái kinh tế dầu khí với Nga, rồi một số vấn đề mà trước đây là còn từ cái thời của cựu thủ tướng Angela Merkel để lại trong quan hệ với Nga, và cho rằng là Đức có một số cái mà còn có thể là bị lệ thuộc đấy với Nga trong khía cạnh đó mà phải cân nhắc. Thì nhưng mà người ta nói rằng là có nhiều người cho rằng là cái việc mà phối hợp lập trường đấy giữa Đức và các quốc gia còn lại trong EU thì nó cho thấy là nhiều lúc thấy rằng là không có thống nhất. Cho nên là riêng chuyện đó thôi thì nói gì thì nói chuyện là EU sẽ có một cái liên minh quân sự, rồi vũ trang, rồi thì kho vũ khí, rồi thì kho kinh tài cho vấn đề đó. Rồi nói rằng là đó là mà những nước này đồng thời cũng là thành viên NATO, thì thấy rằng đây là có những vấn đề nó bất ổn trong đấy. Nhưng riêng nước Đức dường như là cái quan điểm có nhiều người cho rằng là rất dễ hiểu, vì nước Đức có thể là một số người nói họ đi hai hàng, họ chờ đợi để xem sau này sẽ giải quyết như thế nào, để mà họ cũng không bị nước Nga trong ngoặc kép, những nhà nghiên cứu nói rằng là có thể là trả đũa như nào đấy, và sau này họ chờ đợi đến một cái thỏa thuận mà đạt được thì nước Đức vẫn có thể giúp đỡ Ukraine, chứ không phải là không, nhưng giúp đỡ có chừng mực. Và nếu mà cái việc nó giải quyết sau đó rồi đấy, hậu cái cuộc xung đột đấy rồi tái thiết Ukraine hoặc là tái thiết cái khu vực ở châu Âu có liên quan đến thế, thì nước Đức cũng không bị quá nhiều những vấn đề bất lợi. Thì không biết là ông Hà Hùng có bình luận gì thêm về ý kiến đó? Dạ vâng, thực tế thì quý vị cũng đã biết là về cái sự ủng hộ của nước Đức đối với lại Ukraine là rất lớn, chỉ có sau Hoa Kỳ thôi, xét về nhiều mặt. Chưa kể rằng là ở trong Liên minh châu Âu thì nước Đức là cái nơi mà nhận nhiều người tị nạn nhất, mà như tôi đã nói, người tị nạn Ukraine khi mà cuộc chiến xảy ra. Vì thế tôi nghĩ rằng là giữa cái thực tiễn mà tôi ở đây thì tôi thấy rằng là có lẽ đó là một cái nỗ lực rất là lớn mà khó có thể so sánh, bởi vì họ đã thể hiện bằng hành động chứ cũng không phải là chỉ là lời nói. Thế còn ở trong cái Liên minh châu Âu thì quý vị cũng biết là vì là họ có nhiều thành viên, và đặc biệt là lại có hai cái thành viên như là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, là họ thường là có những cái ý kiến nó thường là không giống với lại những cái thành viên khác. Tôi nói ví dụ như là gần đây khi mà Phần Lan cũng như là Thụy Điển phải rất là vất vả thì họ mới được gia nhập NATO, bởi chính là do cái người ta gọi là báo chí bên này người ta gọi là do chính cái ông Erdogan, là ông tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, ông liên tiếp là đưa ra những cái ý kiến phản đối cái chuyện đó. Và đó chính là những cái trở ngại mà Thổ Nhĩ Kỳ làm cho cái Liên minh châu Âu rất là khó thống nhất. Thế ngoài ra như là bên Hungary thì quý vị cũng biết là khi mà trở thành cái nước chủ tịch luân phiên thì là ông thủ tướng của Hungary là ông ấy lại đi thăm Tập Cận Bình, rồi thì ông ấy có những cái động tác mà rõ ràng là châu Âu người ta đã lên tiếng phản đối. Cho nên thực tế là cái chính trị châu Âu nó cũng hết sức là phức tạp, bởi vì là có nhiều những cái bất đồng trong các cái bối cảnh văn hóa, rồi chính trị, rồi kinh tế, rồi vấn đề địa chính trị nữa, cho nên cái đấy thực sự là không đơn giản. Vâng, nhân tiện đây thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm một vài cái bình luận trong dịp này liên quan đến nước Đức, thì cũng nói rằng là ngay cái cuộc điện đàm vừa rồi mà nhà báo Nguyễn Hà Hùng có nhắc đấy, giữa thủ tướng của Đức với ông Putin, tổng thống Nga đấy, thì cũng đã gây ra một số những cái tranh cãi ngay ở trong những cái khối mà rất là gần gũi và khá là thân thiện hoặc là đồng minh của Liên minh Đức chứ không phải là không. Và người ta nhân dịp đó người ta cũng nhắc rằng trước đây trong lúc mà EU đang cố gắng tìm một cái lập trường thống nhất đối với Trung Quốc thì các cái đời lãnh đạo khác nhau đấy của Cộng Liên bang Đức đã, người ta nói ở ngoặc đây là có những cái đợt mà ta gọi là đi một mình đơn phương sang để gặp Trung Quốc, gặp Tập Cận Bình. Thì đấy là vài ý kiến như thế. Vâng, thưa quý vị khách mời, các vị diễn giả đấy, trước khi chúng ta chuyển sang phần thời sự liên quan đến Việt Nam đấy, thì có một cái ý kiến thêm này chúng tôi cũng muốn hỏi ý kiến quý vị. Nếu quý vị nào muốn phát biểu thì chúng tôi sẽ xin mời. Đó là cũng trong giới quan sát và phân tích đấy, thì họ cho rằng là dường như là ở Mỹ hiện nay là đang chờ đợi đấy. Quốc tế đang chờ đợi Mỹ hiện nay là sẽ có những cái hướng giải quyết khác nhau đối với vấn đề xung đột ở Ukraine, riêng câu chuyện đó thôi. Thì và đã có những nhà nghiên cứu họ trích cái ý kiến của ông Donald Trump trong thời gian mà ông tranh cử trong cái kỳ bầu cử 2024, và nói rằng là khi mà ông được hỏi đại khái là cái quan điểm luận cái lập trường của ông về vấn đề giải quyết cái xung đột đó, thì vấn đề là ông có muốn chẳng hạn Ukraine thắng không hay là như thế nào đó, thì những cái nguồn này họ nhắc lại nói rằng là ông Trump nói rằng là ở đây không phải là vấn đề thắng thua mà đây là phải, tức là chấm dứt chiến tranh và không phải ai phải chết thêm nữa. Thì ấy có thể được cho rằng đấy là những cái tiếp cận khác nhau chăng. Thì cũng có một số người thì trong dịp này họ cho rằng là cái động thái của Hoa Kỳ gần đây đấy liên quan tới cái việc chẳng hạn là cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn Mỹ trên đất Nga đấy, thì nó gọi là, một số người cho rằng đó là cái động thái mới tích cực đấy, để mà gọi là tạo ra cái hiệu ứng hiệu quả như các vị khách mời cũng đã đề cập. Nhưng một số ý kiến trong giới think tank thì cũng nói rằng là too little too late, nó quá muộn, nó không đủ và nó cũng quá muộn. Thế nhưng mà cũng có người cho rằng là nếu như mà để cái cách mô hình mà Nga họ đưa ra những cái gọi là những cái khẳng định những yêu sách của mình đấy, quyết liệt của mình như vậy, và đặc biệt là sử dụng cái biện pháp chiến tranh như thế trở thành một cái nguyên tắc để giải quyết các vấn đề xung đột ở trên thế giới, hoặc đặc biệt là ở châu lục, trong đây là EU và châu Âu như thế đấy, thì có thể là không phải xem lại, không thể để cho cái việc đó xảy ra. Thế vậy là ý kiến của quý vị bình luận thêm nhanh phần này như thế nào ạ? Chúng tôi mời ông Thành Đỗ nếu có thể được, và xin còn các vị khác có thể chủ động ra tay, và xin mời. Dạ, cảm ơn Quốc Phương. Tôi suy nghĩ như thế này nè, 4 năm về trước á, thì thế giới không biết ông 8 năm về trước thế giới không biết ông Donald Trump là ai, thì họ còn thắc mắc, họ còn đặt câu hỏi, họ còn tìm hiểu. Ngày hôm nay qua cái nhiệm kỳ 2016-2020 của ông Donald Trump là người ta biết ông Donald Trump là ai, và cái chính kiến của ông sao về cái vấn đề cái cuộc chiến trên thế giới khắp nơi. Xin mọi người cũng đừng có quên là chính ông Donald Trump đã ký kết để rút quân ra khỏi Afghanistan và trói Afghanistan lại, ký kết với Taliban. Ông không ký kết với Taliban, ông rút quân ra khỏi Afghanistan để ông giao cái đất nước người dân Afghanistan vào tay của Taliban, mà sau đó ông Biden phải lãnh cái hậu quả là dọn cái đoàn quân ra khỏi cái đất nước Afghanistan và bỏ lại hàng tỷ cái quân trang quân dụng ở tại chỗ Taliban. Ngày nay người ta biết rõ, khi trở lại ngày nay người ta biết rõ ông không lắm, người ta biết ông không sắp sửa làm gì. Mới đây thôi, cách đây 2 ngày thôi, thì Tổng thống Emmanuel Macron đã gặp ông President của Loton, NATO, President của NATO, ông Mark Knapper. Thì ông đó là hồi xưa là ông là thủ tướng của Bà Lan từ 2014 đến 2024 như vậy. Bây giờ ông ta là President của NATO. Thế thì họ bàn với nhau cái gì? Báo Pháp họ nói rõ rằng là họ biết rõ ông không sẽ làm gì. Họ biết rõ ông không sẽ, chuyện đầu tiên ông không làm là sẽ chói tay. Hồi xưa đó, thì ông Biden ông chỉ chói tay của Zelenskyy, của Ukraine lại một tay thôi, đánh một tay mà đánh những cái thằng lớn hơn là Nga, tức là không có cho bắn vào đất Nga, chỉ đánh phòng thủ trên đất mình thôi. Được cái đầu thì tới đó chẳng sáng nào để hai thằng quấn lộn nhau mà cái thằng nhỏ là bị trói một tay rồi. Bây giờ tới với ông Donald Trump lên thì mọi người đều nghĩ, mà không riêng gì thôi, mọi người đều nghĩ là ông Zelenskyy sẽ phải đi lưu vong và cái nước Ukraine trở về với cái mái nhà của Nga. Tại vì sao? Tại vì ông Putin ông không chấp nhận là cái đất nước Nga phải chịu thua trận, phải chịu trả lại đất là đã chiếm được cho một nước nhỏ là Ukraine, mất mặt. Chính vì lý do đó đó ông ta sẽ làm tới cùng. Nay Nga lại có thêm một đồng minh là ông Trump đến với Nhà Trắng. Thì cái sự việc xảy ra là Âu Châu họ tính cái đường là Trump rút nước Mỹ ra khỏi tất cả những cuộc chiến ở Âu Châu. Thế thì Trump đối với Âu Châu là họ phải gánh cái gánh nặng đó. Và hình như là họ đã sẵn sàng với nhau. Họ sẵn sàng với nhau trừ một vài nước giống như Hungary với Viktor Orbán này nọ là một vài nước nữa, hay với Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà họ đồng ý với nhau là họ sẽ phải gánh cái gánh của Mỹ bỏ lại, nếu mà Mỹ bỏ lại. Tại vì ngày xưa thật sự là để nhất định những cái chiến người Mỹ cũng không tham dự liền đâu. Người Mỹ từ trong cái bản chất của người Mỹ lúc nào cũng là American First, chứ không phải mới đây đâu, không phải mới đây với ông Donald Trump đâu. Ngay để những thế chiến họ cũng không tham dự liền cái cách, mà ngay để những cái chiến họ thì họ cũng tham dự sau đó, khi mà họ bị Đức làm một cái điều sai lầm, Đức với Nhật làm một điều sai lầm lại tấn công vào cái quyền lợi của nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ mới nhảy vô đề nghị cái chiến. Thì thế thì ngày hôm nay đó, hôm qua ông Putin ông hăm dọa, ông nói nếu Mỹ cho phép bắn những cái quả tiễn vô đất Nga thì ông ta sẽ cung cấp những cái quả tiễn để bắn vô những nước đồng minh của Mỹ. Tức là ý là sao? Ý là cái thành phố Seoul nó nằm cách cái biên giới vĩ tuyến thứ 38 có hơn 50 cây số thôi, tức là nó nằm ở trong cái tầm bắn. Thì chính vì lý do đó ông ta hăm dọa là nếu mà làm như vậy ông ta sẽ làm khó Mỹ khi mà cung cấp cho Kim Jong-un những cái vũ khí mà bắn thẳng vào thành phố Seoul, mà Kim Jong-un là muốn giống như hồi xưa ở Việt Nam là Lê Duẩn muốn là coi như là nhuộm đỏ cái, hồi xưa là Lê Duẩn muốn nhuộm đỏ bán đảo Đông Dương với cái cho dù hy sinh tới người Việt Nam cuối cùng. Thì ngày hôm nay Kim Jong-un cũng như vậy, họ cũng muốn giải phóng, họ giải phóng cái nước Việt Nam Hàn để thống nhất bằng theo cái cách của họ. Thế thì Putin ông biết rõ điều đó, ngày hôm qua, mới ngày hôm qua thôi, thì là ông ta đã hăm dọa điều đó rồi. Thế thì cái sự việc là như thế này, tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc chiến này không phải chỉ có Ukraine và Nga đã coi như là tổn thất, mà Âu Châu, Đức, Pháp và những nước Âu Châu nói chung, những nước nhỏ cũng tổn thất rất là nhiều khi họ không còn cái nguồn dầu khí, khi không còn nhiên liệu, không còn cái sự liên lạc buôn bán với Nga, thì họ phải mua dầu khí ở những nơi khác và của Mỹ với cái giá cắt cổ. Thế thì kinh tế bị chao đảo ghê lắm, ai cũng chờ một cái giải pháp để chấm dứt chiến tranh. Nhưng mà chấm dứt chiến tranh như thế nào? Trói Ukraine lại, đem giao cho Putin, nhưng mà sau đó làm sao? Putin có ngừng lại đó hay không? Hay là Putin là tiếp tục tấn công rồi tới Estonia và Lithuania, tấn công tới Moldavia, tấn công tới những cái nước xung quanh nữa, những cái nước mà thuộc về cộng đồng Liên bang Xô Viết cũ. Thế thì cái sự việc là cái chỗ là cái điều mà ông Trump muốn làm đó chỉ là American First, rút nước Mỹ ra khỏi một cuộc chiến. Còn cái chuyện của ai người đó lo. Thế thì bây giờ tôi không nghĩ rằng là ông Trump sẽ giải quyết được cái cuộc chiến này đâu. Nhưng mà Âu Châu sẽ phải gánh cái hậu quả trong cái việc này. Thế thì chúng mình chờ coi, chúng tôi cũng lo lắm, không lo. Nhưng mà cái điều là thật sự ra thì mấy năm nay Âu Châu chúng tôi cũng trao đảo kinh khủng về kinh tế qua bởi cái cuộc chiến này. Tôi xin thưa là rằng là ông Trump không có cái cây đũa thần mà múa một cái trong vòng 24 tiếng đồng hồ cuộc chiến chấm dứt. Ông ta chỉ muốn rút nước Mỹ ra khỏi tất cả những cái những cái liên hệ bởi cuộc chiến đó thôi. American First, ông ta muốn rút chân ra thôi, giống như rút chân ra khỏi Afghanistan, giống như Mỹ rút chân ra khỏi Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa. Chỉ có như thế thôi, chứ còn ông Trump không có một giải pháp nào khác. Tôi xin nhận. Vâng, chúng tôi xin có một cái chia sẻ luôn cái bình luận chúng tôi nhận được ở đây đấy, thì có liên quan đến ý kiến vừa rồi của ông Thành Đỗ đấy, thì đây là có một cái ý kiến ở đây họ nói rằng là ngay vừa rồi thì chính diễn giả ở bên Pháp thì có nói đến viện là cái việc chấm dứt chiến tranh, nhưng mà chấm dứt như thế nào, thì quay trở lại cái trường hợp của Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, thì đó cũng là đúng là cái câu hỏi đó là rút như thế nào, thì người ta có quyền là đi vào một cuộc xung đột và người ta cũng có cái quyền là thay đổi cái quyết định đó, thì đấy là một cái quyết định chính trị, nhưng mà rút ra như thế nào thì đấy có thể lại là một vấn đề khác, và nếu như mà gây ra những cái tổn hại đấy thì phải rút kinh nghiệm, phải xem lại như thế nào đó, thì đấy là một ý. Thứ hai là liên quan đến cái đề tài mà quý vị đang thảo luận, thì hôm 19 tháng 11 năm 2024 thì VOTV Tiếng Việt có đăng một bài trích từ nguồn của AP. Trong đó thì nói là ông Putin đã ký một học thuyết hạt nhân mới sau quyết định về vũ khí của Tổng thống Biden đối với Ukraine. Thì bài có đoạn nói rằng là Tổng thống Vladimir Putin của Nga hôm 19 tháng 11 2024 đã ký một học thuyết hạt nhân sửa đổi, tuyên bố rằng một cuộc tấn công thông thường vào Nga của bất kỳ quốc gia nào mà được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ sẽ được coi là một cuộc tấn công chung vào nước của ông. Đấy, và ông Putin cũng đã thông qua chính sách răn đe hạt nhân mới đúng vào ngày thứ 1000 kể từ khi ông cho đưa quân vào Ukraine, tức là vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Đó thì vâng, chúng tôi thấy tiến sĩ Huy Vũ có giơ tay. Và thì trước khi chúng ta chuyển sang cái phần chủ đề tiếp theo, thì chúng tôi xin mời ông Huy Vũ. Dạ, xin bổ sung cái chuyện cái đề cập của anh Thành Đỗ đối với cái chuyện Mỹ rút quân Afghanistan. Thì cái cuộc, chúng ta phải biết rằng là cái cuộc chiến tranh Afghanistan nó diễn ra, Mỹ giữ ở đó đã 20 năm rồi, là cái chuyện đầu tiên là rất là lâu, nghĩa là rất là lâu, là cho nên cái chuyện mà Mỹ phải rút quân khỏi Afghanistan là cái chuyện bắt buộc sớm muộn thôi. Họ không thể nào họ ở một cái nước mà quá lâu như vậy mà không có tốn kém, rất là tốn kém, mà nhiều người đã xấp xỉ là hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ cho quân Mỹ đóng ở một cái nơi xa xôi mà nó không đem lại lợi ích gì nhiều cho Mỹ cả. Và chúng ta biết là sau khi mà cái mục tiêu của Mỹ ở Afghanistan đó là chủ yếu là tiêu diệt cái nhà nước khủng bố là nó đủ rồi, sau đó là một cái số chiến lược gia như là Foucault, ông tên là Francis Fukuyama, thì những cái người như vậy đó, họ nghĩ một cách đơn giản là Mỹ chỉ còn bình định hết tất cả cái phe phản đối và áp đặt một nhà nước dân chủ lên Afghanistan là đủ xây dựng một nhà nước dân chủ. Nhưng mà thực tế nó chứng minh là điều đó nó hoàn toàn sai. Bởi vì khi mà áp đặt một cái nhà nước dân chủ từ trên xuống ở một nơi mình như Afghanistan, một nơi mà nó đã có một cái truyền thống lâu dài, người ta sống dựa vào một cái văn hóa là dựa vào những cái bộ lạc, dựa vào những cái tù trưởng, thì cái chuyện áp đặt một nhà nước mà dân chủ ở trên đến dưới, cuối cùng là sau 20 năm là dân chủ nó cũng không có hồi sinh được, không có mọc rễ đó được. Và điều đó là chứng minh là ngay khi mà Mỹ mà rút quân, tổng thống Joe Biden mà rút quân khỏi Afghanistan đó, thì cái chính quyền đó ngay lập tức sụp đổ, này không hề có một cái sự chống cự nào. Đó là chúng ta để ý là ở chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì có một sự chống cự rất mạnh mẽ, cho đến khi mà cảm thấy là vũ khí họ không còn chống được nữa thì họ mới rút. Nhưng mà ở Afghanistan thì họ hầu như là không có một cái sự chống cự nào, mọi thứ là sụp đổ một cách nhanh chóng. Đó là cái chuyện mà nhiều người đã thấy được là dân chủ nó không bén rễ ở đây. Đó, Hoa Kỳ đã thực hiện một chiến lược là khá là sai lầm khi áp đặt dân chủ trên dưới. Đấy là cái chuyện đầu tiên. Còn chuyện mà anh Thành Đỗ cáo buộc ông Donald Trump đó, là thực hiện chiến dịch sai á, thì có thể là nhiều người cần phải đọc lại cái cuốn sách mới ra vào tháng 8 năm nay của cái cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của chính quyền Donald Trump, đó là Herbert Raymond McMaster, một cái tướng lĩnh của Mỹ và là một sử gia quân sự của Mỹ. Ông có đề cập đó là cái chuyện mà thực hiện cái chiến lược của rút quân của Afghanistan đó là đã được cái giới trong giới tướng lĩnh Mỹ và giới an ninh quốc gia Mỹ họ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, họ lên kế hoạch một cách bài bản từ rất lâu bởi các chiến dịch, bởi các tướng lĩnh có cái trình độ mà có một cái gọi là uy tín rất lớn trong quân sự Mỹ. Và Donald Trump dựa vào những cái chọn lựa đó để đồng ý. Và trong cái cuốn sách đó thì ông Mark Master cũng có nói đó là một cái kế hoạch tuyệt vời, chứ không phải là một cái kế hoạch mà lôm chôm, hay là một cái kế hoạch mà nó bất chợt như là nhiều người ở ngoài nghĩ khi mà thấy các quan hệ sụp đổ. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu cái chuyện đó. Đó là những cái phe mà chống đối Donald Trump này kia thì họ nói những cách khác, nhưng mà phải nói là phải đọc, chúng ta phải đọc đa chiều và phải đọc những cái người có tiếng nói là trung thực bên trong đó. Mà nên nhớ là cái ông Mark Master là cái người mà đã được Donald Trump đã đuổi đi, đã gọi là cách chức sau khi khoảng hơn một năm. Nhưng mà ông Mark Master này ông không có giận. Đấy, mà ông trong cái cuốn sách đó thì ông có nói rằng là bởi vì ngay trong chính bộ sậu của Donald Trump đó là có những cái phe phái khác nhau. Đấy, những cái phe phái họ muốn là một cái nước Mỹ cô lập, còn ông Mark Master thì muốn là một nước Mỹ thì có trách nhiệm và thực hiện những chiến dịch nó phù hợp với lợi ích của Mỹ. Đấy, thì cho nên là chúng ta phải thấy được là những cái chiến lược của ông đã thực hiện được một cách đưa ra một cách bài bản, nhưng mà không hiểu sao có vẻ là lý do nào đó mà chính quyền Joe Biden đã thực hiện một cách vội vã, thực hiện một cái chuyện rút quân rất vội vã và dẫn đến là một cái sự sụp đổ mà chúng ta thấy là rất đáng tiếc. Đấy thì xin thưa với mọi người như vậy. Vâng thì bây giờ thì có lẽ là chúng ta, nếu quý vị không có ý kiến muốn phát biểu ý kiến gì thêm nữa đấy, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chuyên mục sau liên quan đến thời sự Việt Nam. Vâng, có được không ạ? Vâng thì thưa quý vị, chuyển sang cái thời sự Việt Nam trong tuần thì cũng như là quý vị đã biết đấy, thì ngày hôm nay 21 tháng 11 năm 2024 thì báo chí truyền thông chính thức của nhà nước Việt Nam đó thì có đưa cái tin là Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đấy thì đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng với đảng viên. Thì trong đó thì người ta đã nêu tên một số cái trường hợp, chẳng hạn liên quan đến ông Võ Văn Thưởng đó, là ông này là nắm rất nhiều các cái vị trí khác nhau, nhưng họ nói rằng là trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010-2015, Ủy viên Bộ Chính trị, rồi trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch nước thì đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vân vân. Rồi thì trường hợp của ông Vương Đình Huệ thì cũng được nêu tên ở đây là trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội thì đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện những chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm những quy định, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vân vân, gây hậu quả nghiêm trọng. Rồi người ta còn nhắc tới trường hợp khác nữa như là ông Nguyễn Văn Thể, rồi thì ông Phạm Văn Vọng, vân vân. Thì theo dõi các cái diễn biến này thì không biết là quý vị có cái bình luận gì hay không ạ? Thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh trước tiên ở phần này, xin mời ông. Trước tiên thì tôi có một cái đánh giá sơ bộ là như thế này. việc mà các cái quan chức cao cấp mà đến mức độ là chủ tịch nước rồi chủ tịch quốc hội hoặc là bộ trưởng rồi bí thư đầu ở một tỉnh như vậy, và khi mà đưa ra những cái quyết định và công bố với lại người dân, thì nếu mà chúng ta có dịp đọc những cái thông báo như vậy thì tôi luôn tự hỏi rằng vậy thật sự họ vi phạm cái gì, cụ thể nó ra sao thì chúng ta hầu như không hề biết được. Cái bài báo hôm nay, nhiều bài báo, tôi khẳng định là nhiều bài báo ở trong nước khi mà họ dẫn đến 4 cái trường hợp những cái quan chức cao cấp như vậy đã bị kỷ luật, thì những cái việc mà họ cho rằng là sai phạm của họ thì đều được nói một cách hết sức là mơ hồ. Chúng ta không hề biết rằng là ví dụ như ông Nguyễn Văn Thưởng chẳng hạn, ông Võ Văn Thưởng chẳng hạn, một người lên đến cái chức vụ cao, rất là cao, nằm trong tứ trụ, hoặc là ông Vương Đình Huệ. Thế thì rốt cuộc là ông ấy đã phạm cái lỗi gì, và tại sao cái lỗi đó thì nó dẫn đến việc ông ấy bị kỷ luật, và tại sao chỉ là kỷ luật về phương diện chức vụ trong đảng, trong chính quyền mà lại không phải là về hình sự. Đây là những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là đảng, tổ chức đảng đã không song phẳng với người dân khi một đằng họ giành lấy cái chính quyền, và một đằng khác khi mà xử lý đối với lại những cái cán bộ của họ thì họ đã không hề công bố một cách minh bạch để người dân được biết rằng những cái cán bộ của họ đã có những cái sai phạm gì và cụ thể ra sao. Và tôi cho rằng là trong cái công việc mà cất nhắc cán bộ và kỷ luật cán bộ thì cái việc minh bạch về cái việc mà như thế nào để mà cất nhắc và quy như thế nào để mà hạ bệ một người như vậy thì không chỉ là cái quyền của người dân được phép đòi hỏi là họ phải minh bạch, mà ngay cả chính hàng ngũ của đảng viên thì họ cũng vẫn phải cần biết những điều đó. Bởi vì khi biết những điều đó, nó sẽ là những cái tấm gương, nó sẽ là những cái bài học để mà họ không phạm phải những cái lỗi tương tự như vậy. Chứ không thể nào bằng cái cách là thông báo một cách hết sức là mơ hồ là vi phạm những cái quy định ABC gì đấy, mà như vậy là có thể là đầy đủ, và như vậy là có thể là sòng phẳng với người dân được. Sơ bộ là như vậy ạ. Vâng, chúng tôi xin trích tiếp một cái thông tin có liên quan đến cái diễn biến này đấy, ở trên cái gọi là báo mạng tin tức đấy, thuộc Thông tấn xã Việt Nam đó. Hôm nay 21 tháng 11 2024 thì ở cái phần kết của cái bài viết cái tin này đấy, thì Thông tấn xã Việt Nam qua báo tin tức thì có trích dẫn và nói thế này: căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên nêu trên theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thì Bộ Chính trị, đây là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Thể, chưa xem xét xử lý kỷ luật đồng chí Võ Văn Thưởng do đang điều trị bệnh. Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phạm Văn Vọng, vân vân. Rồi thì Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với một số những cái vị khác nữa được nhắc tên ở đây, như là ông Phùng Quang Hùng, Hòa Bình, Trần Văn Vẹn. Rồi thì cảnh cáo Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng đoàn VCCI nhiệm kỳ 2015-2020, rồi khiển trách Đảng đoàn của cái cơ quan đó nhiệm kỳ 2021-2026, vân vân, và đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Thì thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, chúng tôi xin hỏi thêm ông là cũng có ý kiến trong dịp người ta nói rằng là thế này, riêng trường hợp nhắc tên những vị rất là cao cấp ở đây như ông Vương Đình Huệ hay là ông Võ Văn Thưởng, thì người ta đặt câu hỏi đây là phải chăng trước đây là thời kỳ mà ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy còn làm trong 2 nhiệm kỳ rưỡi đấy, thì ông ấy làm khá là mạnh rồi đấy, và đến nay nếu như mà những người lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam thời điểm này mà nếu tiếp tục làm như thế thì không có gì mới cả. Người dân thậm chí người ta xem quá nhiều, người ta nhàn. Chắc người ta phải muốn xem ở đây, cái ý kiến này nói rằng chắc người ta phải muốn xem cái cách thức làm mới chăng. Thì người ta nói rằng là như vậy, trước đây là nó có một cái điều được cho là cái vùng, cái ranh giới, đường ranh giới đỏ, cái vùng cấm rất cao, cao cấp không thể động chạm tới đó, chính là tứ trụ và những người đã từng ở trong tứ trụ. Có một số còn mở rộng ra là ngũ trụ, nhưng mà tứ trụ. Thì phải chăng là cái thông báo này nó dọn đường cho việc là có thể một số vị nào đó ở trong vũ trụ, ở trong tứ trụ cũ đấy, Mà nếu như thực sự có vấn đề thì có thể sẽ người ta dùng cái từ đây là sẽ bị sờ tới và bị xử lý, thậm chí có thể sẽ bị đưa ra tòa và có thể phải đi tù. Thì không biết là ý kiến của ông thế nào thưa ông Đặng Đình Mạnh? Dạ vâng, thưa anh, thì cái điều này thì chúng ta chỉ có thể ước đoán thôi, chứ không bao giờ chúng ta có được một cái câu trả lời nó rõ ràng, minh bạch cả. Và ngay cả cái điều mà anh Quốc Phương vừa rồi có đề cập đến đó, rằng là nếu đã là nằm trong tứ trụ thì sẽ không bị khởi tố hình sự, thì cái điều này cũng là một cái điều mà chúng ta vẫn thường nghe và nói với nhau, chứ cũng không hề có một cái văn bản nào nó quy định về vấn đề này cả. Cho đến nay thì tôi có thể khẳng định về điều này. Nhưng mà cái điều này thì xét đoán theo cái tiêu chuẩn pháp lý thông thường mà hầu hết tất cả những quốc gia văn minh hiện nay đang áp dụng, đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Do đó nếu mà trong trường hợp họ có những cái vi phạm pháp luật thì việc xử lý giữa cái người là thứ dân hoặc là một cái quan chức cao cấp đều phải như nhau. Cái điều đó là cái điều hết sức là quan trọng trong một cái quốc gia mà theo chính thể dân chủ và theo chính thể cộng hòa. Cái điều đó hết sức là quan trọng. Nhưng mà ở trong những cái chế độ mà độc tài như là chế độ cộng sản ở Việt Nam thì những cái điều đó thì nó không được bảo đảm là một. Cái thứ hai là cái việc mà khi họ xử lý những cái cán bộ của họ thì nó cũng hết sức là mơ hồ, và nhất là trong những cái trường hợp như sáng nay chúng ta đang đề cập đến trường hợp của ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, ông Vương Đình Huệ là Chủ tịch Quốc hội, rồi ông Nguyễn Văn Thể là Bộ trưởng, rồi ông Phạm Văn Vọng là bí thư của một tỉnh, thì nó ngay cả cái văn bản mà công bố ra người dân thì chỉ nói đây là những cái người mà đã có cái vi phạm, nhưng mà vi phạm cụ thể như thế nào thì không hề được biết. Vậy nếu người dân phải biết những cái điều đó thì người dân sẽ có cái sự so sánh ngay lập tức. Tại sao người dân vi phạm ở cái mức độ như vậy thì bị xử lý ở mức độ là phải khởi tố hình sự, rồi phải ra tòa, rồi sau đó là phải đối diện với chuyện mà bị giam trong tù. Nhưng mà đối với quan chức thì họ lại không bị những cái chuyện đó. Và thậm chí trong khá nhiều cái trường hợp thì những cái quan chức họ cái mức độ vi phạm họ lại nghiêm trọng hơn. Chúng ta biết là khi mà ở những cái chức vụ cao cấp thì mỗi một cái quyết định của những cái người lãnh đạo thì đều có cái sự tác động rất là rộng, cái phạm vi nó to lắm, nó tác động đến nhiều người dân, thậm chí đến cả hàng triệu người dân, thậm chí đến cả một cái sinh mệnh của cả một cái dân tộc. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng việc mà chính quyền ở trong nước vẫn tiếp tục duy trì cái cách cư xử như trước nay đối với người dân trong việc mà không minh bạch về những cái vấn đề sai phạm của cán bộ, của đảng viên, và nhất là của những những người lãnh đạo cao cấp, là việc đó không thể nào được chấp nhận. Tôi hết rồi. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thanh cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin quý vị hãy bấm like và viết nhiều comments cũng như chia sẻ các nội dung của KTV tới nhiều người để biết. Đây là cách có thể góp phần chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí của con người cũng như xã hội Việt Nam, với mục đích để góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển đi đến thịnh vượng, giàu mạnh và mọi người ấm no hạnh phúc. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc, và xin gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.